cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Chị Mai bất mãn nói, ông nói mấy chuyện này làm gì? Chẳng phải đang cho Tiểu Lý biết một chút đó sao? Lý Dục Thần lại cười thầm, thiết thủ Như Lai, thiên thủ Quan Âm, hai người này đúng là một đôi. Sư phụ Vinh cười nhạo nói, thiết thủ Như Lai gì chứ, tự ông gọi mình chứ gì? Tiểu Lý, cậu đừng nghe ông ta nói, biệt hiệu của ông ta là Phật cười, cậu nhìn mặt ông ta đi, cái tên này vừa nhìn đã nhớ ngay. Tiểu Dương bên cạnh nói, sư phụ, ông không thể hiện tuyệt chiêu của mình chút à? Sư phụ Vinh nói, được, để cho Tiểu Lý xem. Nói rồi ông ta cầm một quả táo trong khay đựng hoa quả trên bàn trà lên, sau đó lấy con dao trong tay Tiểu Dương. Ném quả táo lên, ánh dao lóe sáng. Quả táo rơi vào trong tay, vẫn là quả táo đó. Chuyện tin hay. Nhưng bóp nhẹ một cái, quả táo đã bị cắt thành 7 miếng, 6 mặt đều tước một mảnh, ở giữa còn lại một miếng hình vuông. Tức là động tác vừa rồi, ông ta đã chém ra 6 nhát. Dùng dao thái thức ăn cắt trái cây, một lần 6 cú chém, đao pháp này cực kỳ nhanh, cực kỳ chuẩn. Sư phụ Vinh làm xong, trả lại con dao cho Tiểu Dương nói, năm đó sư phụ tôi là đao khách Vinh Môn, ẩn mình nấu cơm trong bếp. Sau đó tôi thừa kế công việc của ông ấy, học được vài đao pháp của sư phụ. Khi ở thủ đô, nhờ đao pháp này nên cắt ra tiệc bách hoa nên tôi có một biệt danh, gọi là Nhất Đao Xuân. Ông ta nhìn chị Mai một cái, lại nói, thật ra biệt hiệu của chị Mai cậu cũng không phải là thiên thủ Quan Âm, mà là Nhất Chi Mai. Lần này Lý Dục Thần bật cười thật. Được rồi đó, hai người này. Thiết thủ Như Lai, thiên thủ Quan Âm. Nhất Đao Xuân, Nhất Chi Mai. Lý Dục Thần nghi ngờ mấy biệt danh này là do họ tự đặt cho mình để sánh đôi với chị Mai. Vương Tông Sinh đó lợi hại hơn mọi người à, Lý Dục Thần hỏi. Ông chủ Vương và sư phụ Vinh nhìn nhau. Vẫn là ông chủ Vương nói. Nếu chỉ là Vương Tông Sinh, chúng tôi cũng chưa chắc đã sợ. Chẳng phải là nội gia khinh bỉ gì ngoại gia đâu nhưng mấy người bọn tôi hợp sức lại, chắc gì không thể đánh bại ông ta, nhưng người mà A Mai đắc tội không phải là Vương Tông Sinh, mà là Liễu Kim Sinh. Liễu Kim Sinh là ai? Cậu chưa từng nghe nói đến Tông Sư Võ Đạo à? Lý Dục Thần lắc đầu. Ông chủ Vương nói, cảnh giới cao nhất trong luyện võ là Tông Sư. Trên Tông Sư thì sao? Trên Tông Sư, ông chủ Vương sửng sốt, vậy chắc là thần tiên nhỉ? Sư phụ Vinh nói, còn trên Tông Sư thì sao à? Cậu nghĩ có rất nhiều Tông Sư sao? Cả tỉnh Nam Giang này cũng chỉ có hai Tông Sư. Một là Hà Trường Xuân đã sống ẩn giật ở Tiền Đường, người còn lại là Liễu Kim Sinh Tông Sư Dũng Thành. Chị Mai nói, Liễu Kim Sinh không chỉ là Tông Sư, nhà họ Liễu còn là gia tộc lớn nhất trong các thế lực ở Dũng Thành. Chị Mai, chị gây thù gì với Liễu Kim Sinh thế? Lý Dục Thần hỏi. Chị Mai sầm mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt như xuyên qua bức tường nhìn đến một nơi cực kỳ xa xôi. Lý Dục Thần biết bà ta có điều khó nói, thế này nhé. Chị Mai và mọi người tạm thời đừng đi đâu cả, đợi tôi 3 ngày sau mọi người hãy đưa ra quyết định. Khi Mã Sơn trở lại, Lý Dục Thần đã về đến nhà rồi. Mấy thứ em cần đúng là khó mua thật, anh phải chạy khắp cả thành phố Hòa đấy. Mã Sơn than phiền, ném một túi lớn xuống đất. Đá phốt phát, quặng sắt, mica, mã não, than trì. Bột vàng, đồng thau, chu sa, và hai đồng bạc có niên đại 20 năm. Cuối cùng là một sấp giấy vàng, hai cây bút lông và một bình rượu Hùng Hoàng. Lý Dục Thần tiện tay cầm một cục đá lên, ước lượng bằng tay rồi lại đặt xuống. Thế nào, đồ vật không sai chứ? Mã Sơn lờ mờ đoán được Lý Dục Thần muốn làm cái gì? Lý Dục Thần nói, chất lượng bình thường, nhưng ở trong thành có thể mua được như này cũng không tệ, dù sao đủ dùng. Chỉ là chu sa và giấy vàng này kém quá rồi. Mã Sơn nói, vậy anh đi mua lại. Lý Dục Thần suy nghĩ, cảm thấy bảo Mã Sơn mua mấy thứ này cũng thật sự đã làm khó anh ta, liền nói. Bỏ đi, anh Mã Sơn, để em nghĩ cách, ngày mai anh đến chỗ môi giới làm thủ tục sang tên đi. Nói xong anh đẩy hai vali tiền đến trước mặt Mã Sơn. Mã Sơn ngây người, ngờ vực mở vali ra. Tuy Lý Dục Thần đã không chỉ một lần làm ra chuyện khiến anh ta kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy hai vali đầy tiền, anh ta vẫn thiếu chút nữa rớt hàm luôn. Cục cưng của anh, Dục Thần, em kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy? Anh ta không ngừng lắc đầu thở dài, bây giờ anh tin rồi, anh thực sự tin rồi.
Cái gì mà anh tin rồi? Anh tin em thật sự có thể tổ chức một bữa tiệc hôn lễ khiến nhà họ Lâm hài lòng trong vòng 3 tháng, à không, là lễ đính hôn. Dù sao, về sau em nói cái gì, anh đều sẽ tin. Lý Dục Thần cười cười, nói, đi đi, gọi cả Đinh Hương, chúng ta cùng ăn một bữa ngon. Ngày hôm sau, Đinh Hương gọi điện thoại cho chị Mai, biết được quán cơm thân dân tiếp tục buôn bán ít nhất 3 ngày thì đi làm rồi. Mã Sơn thì lái xe đến chỗ môi giới làm thủ tục. Lý Dục Thần nhìn những đồ vật Mã Sơn đã mua, anh đang suy nghĩ nên đến đâu mua chu sa và giấy tiền vàng chính cống. Thành phố Hòa hẳn là cũng có người tu hành, nhưng người anh tiếp xúc được chỉ có Ngô Hiền của nhà họ Triệu, lại sĩ công của nhà họ Cha, nếu tính cả Tàng Vu đi theo Chu Lợi Quân của Vũ Châu đến đấu trường chó, tổng cộng chỉ 3 người. Mấu chốt là con đường tu luyện của 3 người này đi đều phi chính đạo, đã bị anh giết chết rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đi tìm Phùng Thiên Minh. Người này giao du rộng, chắc chắn quen biết nhiều nhân vật cửa ngách. Lý Dục Thần gọi điện thoại cho Phùng Thiên Minh. Chú Minh, ông có biết có nơi nào bán giấy tiền vàng và chu sa chính cống không? Tôi có việc cần dùng gấp. Chú Minh ở đầu dây điện thoại bên kia trầm ngâm một lát, nói tôi biết một nơi, đồ ở đó chắc chắn chính cống. Như vậy đi, cậu đến chỗ tôi ăn bữa cơm trước, vừa đúng lúc tôi muốn tìm cậu bàn chút chuyện, buổi chiều tôi dẫn cậu đến đó. Lý Dục Thần nói, được, ông gửi địa chỉ cho tôi, một lát nữa tôi đến. Chú Minh nói, không cần, tôi bảo Châu Na đến đón cậu. Khoảng chừng đến giữa trưa, Châu Na lái xe tới đón Lý Dục Thần. Chị ta đưa anh đến một câu lạc bộ tư nhân của Phùng Thiên Minh. Lúc ăn cơm, Phùng Thiên Minh cười hỏi Lý Dục Thần, ngài Lý, cậu cần chu sa giấy tiền vàng làm gì, không phải là vẽ bùa đuổi quỷ đấy chứ. Vẽ chơi, Lý Dục Thần thuận miệng đáp. Cậu còn biết cái này, Châu Na có chút tò mò nhìn Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nói, ở trong núi từng cùng sư phụ học qua một chút. Châu Na liền nói, vậy cậu biết xem phong thủy không, hôm nào đó xem giúp tôi xem thử, tôi có một người bạn, mọi việc không thuận lợi, cô ấy nghi ngờ chỗ ở của mình có vấn đề. Lý Dục Thần không tỏ rõ ý kiến nói, xem cơ hội. Châu Na cũng không nói thêm nữa. Cơm ăn được một nửa. Phùng Thiên Minh nói với Lý Dục Thần, cậu Lý, không biết cậu có còn nhớ Hồng Thiên Thanh không? Nhớ, Thái Cực Nam phái mà, Lý Dục Thần nói. Phùng Thiên Minh hơi trầm ngâm, nói, Hồng Thiên Thanh bại dưới tay cậu Lý, hiện giờ trưởng môn nhân của Thái Cực Nam phái đã đích thân đến thành phố Hòa. Theo lý thuyết, ở thành phố Hòa, các cậu đều là khách, lại đều có chút quan hệ với Phùng tôi nên đứng giữa hòa giải mới đúng. Nhưng là, không dối gạt cậu Lý. Trưởng môn của phái bọn họ đã đích thân đến, không tìm lại chút thể diện, sợ là sẽ không đi, cho nên. Cho nên cái gì? Lý Dục Thần cười hỏi, sau đó nhếch lông mày, là muốn tôi cúi đầu nhận sai sao? Phùng Thiên Minh nhìn sắc mặt Lý Dục Thần không tốt, vội vàng phủ nhận, nói, không phải vậy, tôi biết quy tắc giang hồ, sống chết là chuyện nhỏ, mặt mũi là chuyện lớn, sao có thể để cậu Lý chủ động cúi đầu chứ? Tôi là nghĩ, cậu ra ngoài tránh đi một chút thì tốt hơn. Vừa hay bên Nam Cương có tổ chức hoạt động cược đá quy mô lớn, nếu cậu có hứng thú, tôi đi cùng cậu, coi như đi ra ngoài giải sầu, vận may tốt còn có thể kiếm chút tiền. Lý Dục Thần nhíu mày nói, cược đá kiếm tiền thì có thể nhưng giờ không phải lúc. Chú Minh không cần khó xử, nếu Vương Tông Sinh muốn đến tìm tôi thì cứ để ông ta đến. Phùng Thiên Minh sửng sốt, vừa rồi ông ta không hề nhắc đến tên của Vương Tông Sinh. Cậu Lý biết trưởng môn Vương à? Từng có duyên gặp nhau. Phùng Thiên Minh gật đầu, nếu hai người đã biết nhau thì dễ giải quyết. Có cần tôi sắp xếp cho mọi người gặp nhau không? Lý Dục Thần mỉm cười nói, thế này nhé, chẳng phải ông ta muốn lấy lại thể diện sao? Vậy thì 3 ngày sau đi, tôi và ông ta so tài một trận. Phùng Thiên Minh cực kỳ ngạc nhiên. Vương Tông Sinh là trưởng môn Thái Cực Nam Phái, được gọi là bán bộ tông sư. Cả Nam Giang này chỉ có vài dám nói có thể thắng Vương Tông Sinh. Nhưng nhìn dáng vẻ tự tin, ung dung của Lý Dục Thần như thế anh đã dự tính mọi chuyện. Không biết anh có thực lực thế thật không, hay là không biết Vương Tông Sinh mạnh thế nào. Vậy, thời gian, địa điểm cụ thể và quy tắc trận đấu thì sao, Phùng Thiên Minh hỏi. Tùy ông ta, Lý Dục Thần bình thản nói, dù sao cứ hẹn trong 3 ngày đều được. Phùng Thiên Minh càng ngạc nhiên hơn. Lý Dục Thần này đã không phải là tự tin ung dung nữa, mà quả thật là kiêu ngạo, ngông cuồng.
Ngay cả quy tắc cũng đều tùy ý đối phương, đây là kiêu ngạo cỡ nào mới có thể nói mấy lời này. Cậu Lý, đây không phải chuyện đùa, trưởng môn vương là trưởng môn Thái Cực Nam Phái, đã nhiều năm chưa từng thất bại rồi, Phùng Thiên Minh có ý tốt nhắc nhở. Vậy có lẽ kỷ lục bất bại của ông ta sắp không còn nữa. Lý Dục Thần khẽ cười. Chú Minh, ông có thể mở một sàn cá cược gần đó, không chừng có thể kiếm được một ít tiền. Phùng Thiên Minh cạn lời. Mở sàn cá cược, có lẽ 99% sẽ đặt cược Vương Tông Sinh thắng. Nhưng đây là một vụ làm ăn có lời, chỉ là tỷ lệ đền tiền phải tính toán thật kỹ. Khách sạn lớn Hải Châu. Bảo vệ đứng thẳng thớm hơn lúc bình thường, phục vụ cũng cười rạng rỡ như thường ngày. Chủ tịch Trương Đông Hằng cực kỳ hăng hái, đích thân đứng trước cửa khách sạn đón khách. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đứng bên cạnh ông ta, ngoài các nhân viên quản lý cấp cao của khách sạn, thì còn có cậu chủ tập đoàn Vĩnh Thanh Trương Nhất Bình. Trương Nhất Bình hơi căng thẳng. Hôm nay là ngày tốt của tập đoàn Vĩnh Thanh, cũng là cơ hội trong đời của anh ta. Khách sạn Hải Châu là khách sạn 5 sao có cổ phần đầu tư của tập đoàn Vĩnh Thanh, cũng là tài sản quan trọng nhất dưới trướng của tập đoàn Vĩnh Thanh ngoài tòa nhà Vĩnh Thanh. Hôm nay, cậu chủ gia tộc nhà họ Trần ở Thân Châu Trần Văn Học thay mặt cho nhà họ Trần đến gặp người phụ trách các doanh nghiệp và các gia tộc lớn ở thành phố Hòa trong phòng tổng thống của khách sạn Hải Châu, bàn bạc về dự án hợp tác đầu tiên được đầu tư ở thành phố Hòa của nhà họ Trần. Trương Nhất Bình biết rất rõ cơ hội này không phải lúc nào cũng có, thậm chí có thể nói là có một không hai. Nhà họ Trần ở Thân Châu là gia tộc giàu có của Thân Châu. Các gia tộc ở thành phố Hòa vẫn chưa là gì với gia tộc giàu có ở Thân Châu. Nếu có thể kết bạn với cậu chủ Trần, từ đó thiết lập mối quan hệ với nhà họ Trần ở Thân Châu, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho anh ta, thậm chí là cho tương lai của cả tập đoàn Vĩnh Thanh. Hơn nữa, hôm nay các gia tộc lớn của thành phố Hòa đều cử người đại diện đến. Đây là nhiệm vụ quan trọng của các gia tộc. Thậm chí lúc này gia chủ nhà họ Triệu Triệu Tứ Hải cũng đích thân đến. Trương Nhất Bình không khỏi cảm thán, cùng là cậu chủ nhưng cách biệt giữa anh ta và cậu Trần này quá lớn. Bình thường mấy gia tộc đó luôn ra vẻ kiêu ngạo ta đây, nào có xem anh ta ra gì. Dù là bố anh ta chủ tịch tập đoàn Vĩnh Thanh là Trương Căn Mậu cũng phải hạ giọng cúi mình trước mấy gia tộc này. Bây giờ cậu chủ Trần chỉ mới thông báo ở đây, các gia tộc đã chủ động chạy đến. Ngay lúc này một chiếc Maybach dừng trước cửa khách sạn. Trương Nhất Bình nhìn biển số xe hơi quen. Trương Đông Hằng bên cạnh anh ta đã nhanh chân bước đến mở cửa xe. Nhìn thấy người bước xuống xe, Trương Nhất Bình lại ngạc nhiên đến mức ngây người. Gia chủ nhà họ Lâm thế mà cũng tự mình đến. Chủ tịch Lâm, đúng là khách quý khó gặp. Chủ tịch của khách sạn Hải Châu Trương Đông Hằng mặt tràn đầy ý cười, bắt tay Lâm Thu Thanh. Lâm Thu Thanh bắt tay với ông ta một lúc nói, chủ tịch Trương khách sáo rồi. Chủ tịch Lâm, đây là con trai của anh cả tôi tên Nhất Bình, hiện cũng đang làm việc tại khách sạn, hội nghị ngày hôm nay, đều do một tay nó sắp xếp. Trương Đông Hằng đặc biệt giới thiệu Trương Nhất Bình cho Lâm Thu Thanh. Chào chú Lâm, Trương Nhất Bình tiến đến chào hỏi, cháu là bạn của Mộng Đình, chúng ta từng gặp nhau rồi. Lâm Thu Thanh nhớ Lâm Mộng Đình từng nhắc đến Trương Nhất Bình. Hình như con gái có ấn tượng không tốt về cậu ta nên chỉ gật đầu cho phải phép. Cho dù vậy, Trương Nhất Bình vẫn thấy vừa mừng vừa lo, vui ra mặt, như thể quan hệ giữa anh ta và Mộng Đình vừa được tiến thêm một bước. Chú Lâm, bọn cháu đã đặc biệt chuẩn bị cho nhà họ Lâm một phòng VIP, để cháu dẫn chú đi, Trương Nhất Bình nói. Lâm Thu Thanh nâng cổ tay nhìn đồng hồ nói, đã đến giờ tôi và cậu Trần hẹn gặp nhau, phiền cậu đưa tôi tới gặp cậu Trần. Trương Đông Hằng lưỡng lự đôi chút, chủ tịch Lâm, e là ông phải chờ thêm một chút. Người bên tiền đường báo họ hiện tại vẫn chưa xuất phát, gia chủ nhà họ Triệu đến sớm hơn ông một tiếng, vẫn còn đang đợi. Lâm Thu Thanh bất ngờ, Triệu Tứ Hải cũng đích thân đến ư. Ban đầu ông ta nghĩ rằng chỉ có mỗi mình đến đây với tư cách là gia chủ, xem ra hôm nay sẽ là một cuộc ác chiến. Gia tộc nào từ tiền đường đến? Nhà họ Viên. Nhà họ Viên. Lâm Thu Thanh một lần nữa kinh ngạc, người đến là ai? Là cậu chủ nhà họ Viên Viên Thế Kiệt, ông Lâm, không biết sao. Trương Đông Hằng khó hiểu nhìn Lâm Thu Thanh, nhà họ Viên và nhà họ Lâm là thông gia kia mà. Lâm Thu Thanh nhíu mày lại, Viên Thế Kiệt đến gặp Trần Văn Học để hợp tác, còn không hề đánh tiếng trước. Nếu hai nhà hợp sức,
khả năng hợp tác thành công với nhà họ Trần cũng cao hơn. Hiện tại xem ra, bọn họ chẳng những không muốn hợp tác, chưa biết chừng còn có ý đồ định đâm sau lưng mình. Vậy mà còn dám vác mặt đi hỏi vợ. Lâm Thu Thanh bực tức trong lòng, nhưng vẫn làm như không có gì, giả vờ cười nói, vậy cứ để lớp trẻ bàn chuyện trước, tôi đi tìm lão Triệu ôn chuyện cũ. Trương Đông Hằng vội vàng nói, được, vậy tôi đưa ông đi gặp ông Triệu. Ông ta đi trước dẫn đường đến phòng VIP nơi Triệu Tứ Hải đang nghỉ ngơi. Gia chủ của hai gia tộc lớn nói chuyện, Trương Nhất Bình tất nhiên không thể ngang hàng ngồi cùng, nên chỉ tiến tới cửa thang máy rồi quay về sảnh khách, chờ đợt khách tiếp theo. Lúc này, một bóng người từ ngoài cửa lẻn vào, bị bảo vệ bắt lại. Này, tôi là bạn của cậu Trương, sao các anh lại cản tôi, người đó kêu lên. Trương Nhất Bình nghe thấy âm thanh liền vội chạy qua xem tình hình, đúng là Chu Húc. Anh ta kéo Chu Húc đi vào sảnh chính, nói, sao cậu lại đến đây? Hôm nay khách sạn đón tiếp toàn những ông lớn, bảo an rất nghiêm ngặt, cậu lén lén lút lút như vậy, chả trách bảo vệ lại tóm cậu. Bỗng nhìn thấy vết bầm tím trên mặt và cổ Chu Húc, nhăn mặt nói, mấy người bảo vệ này ra tay hơi nặng rồi, sao lại khiến cậu thành ra như vậy? Hừ, lát nữa tôi đi báo với đội trưởng, đuổi tên bảo vệ đó đi. Chu Húc vội xua tay, không liên quan đến anh ta, vết thương trên người em không phải do anh ta làm. Thế là làm sao? Chu Húc đem chuyện một mình đi đến quán cơm thân dân, sau đó bị một nhóm côn đồ đánh trong hẻm kể hết ra. Nói xong thì bày ra bộ dạng tức mà không làm gì được. Anh Trương, anh từng nói muốn chống lưng cho em cũng đã đi theo anh, cục tức này em nuốt không trôi. Trương Nhất Bình nghe xong nhíu mày hỏi, cậu có nhận ra là ai đã đánh mình không? Chu Húc nói, em biết đi đâu hỏi. Ngày hôm đó trong con hẻm tối om, mặt mũi ra sao cũng không thấy rõ. Bọn chúng cảnh cáo em đừng tơ tưởng đến người phụ nữ của đại ca chúng, em đang nghĩ, người phụ nữ của đại ca bọn chúng liệu có phải là Đinh Hương không? Trương Nhất Bình cười nói, điều này cũng không có gì là không thể, tại sao cậu lại thích Đinh Hương? Chỉ có cậu được quyền thích con nhỏ đó, còn người khác thì không à? Chắc chắn cô ta có dính líu đến đám côn đồ ấy. Không, không thể nào, Chu Húc lắc đầu, Đinh Hương thuần khiết như vậy, sẽ không giao du với đám côn đồ đâu. Chu Húc, tỉnh lại đi, cậu cũng không còn là trẻ con, thời buổi này làm gì có thứ gì gọi là thuần khiết, chẳng qua là tiền chưa đủ nhiều thôi. Chu Húc vẫn không tin. Trương Nhất Bình lắc đầu nói, được rồi, tôi sẽ tìm người giải quyết vấn đề của cậu sau. Hôm nay là ngày cậu chủ Trần của Thần Châu bàn bạc hợp tác với các gia tộc lớn, chỉ cần tôi phục vụ cậu Trần chu đáo. Tương lai có thể phất lên như diều gặp gió, mấy chuyện còn con như của cậu, đều không thành vấn đề. Thật sao, Chu Húc vui mừng. Nếu đã gặp Đinh Hương, vậy cậu đã gặp thằng họ Lý chưa? Trương Nhất Bình vẫn không quên được Lâm Mộng Đình. Gặp rồi, Chu Húc khinh thường nói, hắn cùng Đinh Hương làm phục vụ ở một quán cơm nhỏ. Chỉ làm phục vụ thôi sao, Trương Nhất Bình có chút bất ngờ, cậu không nhìn nhầm chứ? Sao mà nhầm được? Là em kêu hắn ta tới gọi món mà. Chu Húc nói, anh có cần em đến dạy nó một trận, xả giận thay anh không? Không cần, loại người này không xứng để anh đây để tâm tới. Trương Nhất Bình cười rộ lên với vẻ đầy thoải mái, khoác vai Chu Húc rồi nói, đi, tôi mở một gian phòng để cậu nghỉ ngơi, lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi ăn buffet, mấy món hôm nay ngày thường khó mà có thể ăn được. Ông chủ Triệu, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Lâm Thu Thanh vừa vào cửa liền nhìn Triệu Tứ Hải với ánh mắt lạnh lùng. Sắc mặt Triệu Tứ Hải thay đổi, ông ta bày ra vẻ mặt tươi cười nói, Chủ tịch Lâm, đã lâu không gặp, ông cụ gần đây vẫn khỏe chứ? Nhờ phúc của ông cụ nhà tôi vẫn khỏe mạnh. Lâm Thu Thanh cười khẩy một tiếng, ác giả ác báo, thời cơ chưa tới, có kẻ tiểu nhân dùng thủ đoạn của kẻ trộm cắp để hại người, cuối cùng lại hại chết chính bản thân mình. Sắc mặt Triệu Tứ Hải trở nên vô cùng khó coi. Trương Đông Hằng đứng ở cửa cũng có thể nghe thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Ông ta không muốn nhà họ Lâm và nhà họ Triệu đấu đá lẫn nhau ở đây, nếu xảy ra chuyện gì thì khách sạn Hải Châu và tập đoàn Vĩnh Thanh đều không chống đỡ nổi. Vì vậy ông ta đứng ra hòa hoãn, hai vị gia chủ, thật khó có dịp hai vị tụ tập ở cửa hàng nhỏ của tôi thấy cậu Trần cũng tới sớm, hay là để tôi sắp xếp một vài tiết mục, chúng ta cùng vui vẻ một chút. Không cần đâu, Triệu Tứ Hải đột nhiên đứng lên. Hít một hơi thật sâu, nói với Lâm Thu Thanh, nếu Chủ tịch Lâm đã ở đây, tôi xin đi trước. Sau này,
bất cứ khi nào chạm mặt nhà họ Lâm trong lĩnh vực kinh doanh, nhà họ Triệu tôi đều sẽ nhượng bộ. Nói xong, ông ta phất tay, xoay người đi ra khỏi cửa đại sảnh. Lời này, lại khiến Lâm Thu Thanh không biết phải làm gì. Còn Trương Đông Hằng thì giật mình ngạc nhiên. Thực lực nhà họ Triệu và nhà họ Lâm trước giờ không phân cao thấp, vậy tại sao hôm nay Triệu Tứ Hải gặp Lâm Thu Thanh lại nhún nhường hèn nhát như vậy, thậm chí còn nói ra câu nhượng bộ đối phương như vậy? Đây là một tín hiệu mang tính trọng đại. Bầu trời của thành phố Hòa, liệu có phải sắp thay đổi rồi không? Trong lòng Lâm Thu Thanh cũng rất ngạc nhiên. Ông ta biết rất rõ con người Triệu Tứ Hải, ông ta có tác phong cứng rắn, quyết liệt, dám nghĩ dám làm, nổi tiếng là khó dây vào. Nhượng bộ. Đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến Triệu Tứ Hải phải nhượng bộ như vậy? Chẳng lẽ là... Lâm Thu Thanh nhớ lại một số điều mà Lâm Vân đã nói, khi đó họ nghe thấy thế thì lại nghĩ rằng trẻ con đang khoác lác. Nửa giờ sau, Lâm Thu Thanh gặp Trần Văn Học cùng với đoàn đội kinh doanh do gia đình Trần cử tới trong phòng Tổng thống. Lâm Thu Thanh đã chuẩn bị một kế hoạch hợp tác chi tiết và đưa ra những điều kiện khá hào phóng. Theo dự tính ban đầu của ông ta xuất hiện với tư cách là gia chủ cộng thêm bản kế hoạch này đủ để gây ấn tượng với gia đình Trần. Tuy nhiên, Trần Văn Học không hề tỏ thái độ hào hứng hay hài lòng gì cả. Ông chủ Lâm, cảm ơn ông đã đích thân tới buổi đàm phán hợp tác hôm nay. Trần Văn Học ăn nói một cách nho nhã lịch sự đúng như tên gọi của anh ta, trên người anh ta mang một khí chất tao nhã. Có điều, xét về phương án hợp tác, phía bên ông so với những công ty khác cũng không có quá nhiều ưu điểm. Đặc biệt là nhà họ Viên ở Tiền Đường, đề nghị của bọn họ khiến chúng tôi khó mà từ chối. Lâm Thu Thanh nói, tôi thừa nhận rằng năng lực tổng thể của nhà họ Viên vượt trội hơn so với chúng tôi, nhưng thế lực của họ chủ yếu là ở Tiền Đường. Nếu cậu Trần muốn đầu tư vào thành phố Hòa, thì cậu nên biết rằng chúng tôi mới là gia tộc có thế lực nhất ở thành phố Hòa. Trần Văn Học gật đầu và nói, đúng vậy, ban đầu chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng bản kế hoạch của nhà họ Viên đã khiến tôi thay đổi cách nhìn. Nếu tôi hợp tác với nhà họ Viên để mở ra thị trường ở Thân Châu và Tiền Đường, thành phố Hòa sẽ chỉ là sợi dây liên kết nằm ở giữa Thân Châu và Tiền Đường mà thôi, hơn nữa không phải nhà họ Viên là thông gia với các ông sao. Tôi hợp tác với bọn họ cũng là có lợi cho các vị. Sắc mặt Lâm Thu Thanh có chút khó coi. Câu nói này khiến ông ta rất khó để bác bỏ. Thành phố Hòa thực sự bị kẹp giữa Thân Châu và Tiền Đường, rất nhiều ngành nghề đều phải dựa dẫm vào người khác. Nếu các ngành công nghiệp chính của Thân Châu và Tiền Đường hình thành một sự hợp tác lành mạnh tốt đẹp, có thể nói điều đó sẽ có lợi cho toàn bộ thành phố Hòa, nhưng đối với những ông trùm địa phương như bọn họ, việc này là chuyện tốt hay chuyện xấu thì rất khó để nói. Khi ông ta còn chưa nghĩ ra lời để đối đáp lại, Trần Văn Học lại nói. Hơn nữa, nghe nói gần đây nhà họ Lâm làm ăn không tốt lắm, rất nhiều hạng mục đều xảy ra vấn đề, trong đó bao gồm cả ngành sản xuất mà ông chủ Lâm đề cập trong bản kế hoạch. Trần Văn Học nở nụ cười nhìn Lâm Thu Thanh. Cậu Trần, tôi nghĩ cậu có thể cảm nhận được thành ý của nhà họ Lâm chúng tôi. Lâm Thu Thanh vẫn muốn thử một lần nữa. Trần Văn Học giơ tay ngăn không để ông ta tiếp tục nói nữa. Tôi biết ông rất có thành ý. Thế này đi, ông chủ Lâm, tôi cho ông thời gian nửa ngày về sửa lại bản kế hoạch hợp tác. Có điều tôi cảm thấy giữa tôi và ông có thể có khoảng cách thế hệ, ông nên lựa chọn thay bằng một người khác đi. Thay người. Lâm Thu Thanh sửng sốt, cảm thấy hơi nhục nhã. Nhưng vì lợi ích của nhà họ Lâm, ông ta quyết định nhẫn nhịn. Cậu Trần muốn đàm phán với người như thế nào? Tôi thích cùng người trẻ tuổi đàm phán. Nhà họ Lâm không phải có con rể sao, để anh ta tới thương lượng đi. Lâm Thu Thanh thất vọng trở về nhà, ông ta ném mạnh bản hợp đồng lên bàn. Nghiêm Tuệ Mẫn thấy sắc mặt ông ta không tốt, liền an ủi, làm sao vậy, Thu Thanh, không đàm phán thành công hả? Đàm phán không thành cũng không sao, chẳng phải chỉ là một lần hợp tác thôi sao, tương lai vẫn sẽ còn có cơ hội. Nếu chỉ là đàm phán không thành thì cũng thôi đi, nhưng cái cậu Trần đó kêu tôi đổi người khác đến đàm phán. Làm gì có cái lý đó, Lâm Thu Thanh tức giận nói. Đổi người khác sao, Nghiêm Tuệ Mẫn tò mò hỏi, cậu ta định đổi ai? Lẽ nào muốn ông cụ đích thân đi đàm phán sao? Tục ngữ có câu, rồng mạnh chẳng lấn nổi rắn địa phương. Tuy nhà họ Trần có thế lực lớn, nhưng cậu ta cũng chỉ là thiếu gia nhỏ nhoi, lại muốn cùng ngồi ngang hàng với ông cụ nhà chúng ta sao, không thể chấp nhận được. Cậu ta không muốn ông cụ đi,
Cậu ta muốn con rể nhà họ Lâm đi đàm phán, bà nói xem, đấy không phải là đang sỉ nhục tôi sao? Con rể. Nghiêm Tuệ Mẫn đột nhiên nghĩ đến một người, nhưng sau đó lại cảm thấy điều đó thật khó tin, vì vậy bà ta nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ này lại sau lưng. Cậu ta muốn thương lượng với con rể nào? Dù con rể nào thì cũng không thể đại diện cho nhà họ Lâm. Lâm Thu Thanh gào lên một tiếng, lại hít sâu một hơi, tôi sẽ đi bàn bạc cùng ông cụ. Con rể nhà họ Lâm. Sau khi nghe Lâm Thu Thanh báo cáo xong, Lâm Thượng Nghĩa trầm ngâm suy nghĩ. Thiền Minh, cậu nghĩ như thế nào? Đối với các vấn đề kinh doanh, hãy để Thu Thanh tự mình ra quyết định, Lâm Thiền Minh đề nghị. Lâm Thu Thanh liếc nhìn Lâm Thiền Minh đầy cảm kích rồi nói, bố, chú Thiền Minh, bất kể cậu Trần kia có ý nghĩ gì, vì lợi ích của nhà họ Lâm, chúng ta phải cố gắng. Vậy con cảm thấy nên phái ai đi? Lâm Thượng Nghĩa hỏi. Lâm Thu Thanh nói, nhà họ Lâm có không ít con rể, đủ các thân phận, hôm nay, người có thể kịp chạy qua đây chỉ có anh rể nhà chị cả và em rể nhà cô Tư thôi. Lâm Thượng Nghĩa gật đầu, vậy thì gọi hai người họ qua đây, con đi chuẩn bị kế hoạch hợp tác cho tốt đi, trước tiên để Minh Xuân đi thương lượng, nếu Minh Xuân không làm được thì để Quốc Thành đi. Mặc dù nhà họ Viên có tính toán khác, nhưng nếu cậu Trần đã nói rõ ràng muốn đàm phán cùng con rể nhà họ Lâm, Viên Quốc Thành cũng chỉ có thể thay mặt nhà họ Lâm chúng ta thôi, thật ấm ức cho con rồi Thu Thanh. Lâm Thu Thanh hiểu được tấm lòng của bố thì nghẹn ngào nói, bố, con không sao, gần đây công việc kinh doanh của nhà họ Lâm thực sự gặp trục trặc, trách nhiệm của con rất nặng nề, chỉ cần có lợi cho gia tộc, con chịu một chút ấm ức cũng chẳng đáng là gì. Lâm Thiền Minh đứng bên cạnh đột nhiên nói, hai người đã từng nghĩ, con rể nhà họ Lâm mà cậu Trần nhắc đến có thể là một người khác không? Ai? Lâm Thượng Nghĩa cùng Lâm Thu Thanh đồng thời hỏi. Lý Dục Thần, Lâm Thiền Minh nói. Lâm Thượng Nghĩa sửng sốt một lúc, sau đó cười nói, Thiền Minh, cậu có phần hơi coi trọng cậu ta rồi đấy. Lâm Thiền Minh cũng tự giễu bản thân, ông ta cười, tôi chỉ là đột nhiên nghĩ tới, tùy tiện nói mà thôi. Lâm Thu Thanh lắc đầu nói, tuyệt đối không thể nào. Làm sao cậu Trần có thể biết Lý Dục Thần chứ? Huống chi, Lý Dục Thần vẫn chưa phải con rể nhà họ Lâm. Tuy rằng cậu ta biết một chút pháp thuật, nhưng cậu ta hoàn toàn không biết tí gì về kinh doanh. Cậu Trần dù có là công tử bột đi nữa thì cũng không làm sằng làm bậy như thế này. Khách sạn Hải Châu. Chu Húc đi theo Trương Nhất Bình sung sướng ăn được một bữa tiệc buffet hảo hạng ngon lành. Anh Trương, đồ ăn hôm nay ngon thật đấy, Chu Húc nói, vị ngon vẫn còn chưa tan hết. Trương Nhất Bình nói, đây đã là gì chứ? Phải được đưa đến căn phòng tổng thống trên lầu thưởng thức thì mới gọi là bữa tiệc lớn thật sự. Chúng tôi là được hưởng ké lợi từ cậu Trần. Em thì được hưởng ké lợi từ anh Trương là chủ yếu, Chu Húc cười hì hì nói. Trương Nhất Bình nghe thấy thế thì rất thích, vỗ vai Chu Húc và nói, yên tâm đi, cứ đi theo lăn lộn với anh Trương, sau này sẽ có lúc cậu được nở mày nở mặt. Lúc này, lại một chiếc xe vô cùng sang trọng dừng ở trước cửa. Trương Nhất Bình vội vàng cùng đám người Trương Đông Hằng ra nghênh đón. Người tới là Thẩm Minh Xuân. Thẩm Minh Xuân hăng hái, hăm hở, dọc đường đi đều ngẩng cao đầu, ông ta chỉ bắt tay với Trương Đông Hằng, còn những người khác thì ông ta phớt lờ, bao gồm cả Trương Nhất Bình. Trương Đông Hằng đi lên cùng Thẩm Minh Xuân. Trương Nhất Bình trở lại khu vực nghỉ ngơi. Anh Trương, nhà họ Thẩm ở thành phố cô cũng đến đây sao, Chu Húc hỏi. Trương Nhất Bình nói, ông ấy thay mặt cho nhà họ Lâm đến đây, có vẻ như cậu Trần đã tỏ ý muốn đàm phán với con rể nhà họ Lâm. Chu Húc nói, lẽ nào địa vị của gia chủ nhà họ Lâm không bằng một đứa con rể sao? Trương Nhất Bình cũng cảm thấy buồn cười, chỉ là anh ta không có tư cách xen vào chuyện này, không biết sự việc bên trong nên cũng không tiện nói nhiều. Không lâu sau, Thẩm Minh Xuân đi xuống. Lúc đi lên thì hùng hổ khí thế, lúc xuống thì như gà trống bại trận. Mặt ông ta đanh lại, đầu cúi xuống, chẳng có tinh thần gì cả. Thẩm Minh Xuân đi chưa bao lâu thì Viên Quốc Thành đến. Ông ta may mắn hơn Thẩm Minh Xuân là gặp được Trần Văn Học, nhưng Trần Văn Học lại không định bàn chuyện với ông ta. Ngôn tình ngược. Ông Viên, nhà họ Viên đã đưa một bản kế hoạch hợp tác rất hấp dẫn, tôi đang cân nhắc, nếu ông đại diện cho nhà họ Viên, vậy cũng không cần làm điều thừa thãi. Còn về nhà họ Lâm, phiền ông về chuyển lời lại. Nếu nhà họ Lâm không có đứa con rể khác thì không cần bàn bạc nữa. Đây là nguyên văn Trần Văn Học nói. Viên Quốc Thành rất hài lòng với kết quả này. Trước khi đi,
Ông ta cười nói với Trần Văn Học, cậu Trần, cậu không cần đợi bên nhà họ Lâm nữa. Chọn nhà họ Viên để hợp tác sẽ không khiến cậu thất vọng. Về đến Sơn Trang Bắc Khê, Viên Quốc Thành nói lại nguyên văn lời Trần Văn Học cho ông cụ Lâm. Ông ta tin chắc nhà họ Lâm đã mất cơ hội trong vụ làm ăn này. Lâm Thu Thanh vô cùng thất vọng. Đây là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời ông ta. Lâm Thượng Nghĩa thở dài nói, thôi vậy, mặc dù nhà họ Trần nắm quyền vận chuyển đường biển của Thân Châu, nhưng cũng chưa chắc có thể tạo ra ảnh hưởng gì ở thành phố Hòa. Lâm Thiền Minh nói, ông chủ không suy xét Dục Thần một chút sao? Thẩm Minh Xuân và Viên Quốc Thành đều sửng sốt. Cái tên họ Lý đó à, Viên Quốc Thành cười nhạo, cậu ta có tư cách gì đại diện cho nhà họ Lâm? Thẩm Minh Xuân cũng nói, đúng thế, cậu ta chẳng biết gì cả, nghe nói còn đang làm phục vụ ở quán cơm nhỏ, bảo cậu ta đại diện cho nhà họ Lâm có phải mất mặt quá không? Lâm Thượng Nghĩa nói, có mất mặt hay không cũng không quan trọng lắm, làm ăn mà, quan trọng là cậu Trần có đồng ý thương lượng với nó không? Cho dù có khả năng này, cậu bảo tôi mở miệng nói với thằng bé thế nào? Lâm Thượng Nghĩa nhìn con trai mình hỏi, Thu Thanh, ý kiến con thế nào? Lâm Thu Thanh im lặng một lúc rồi nói, còn nước còn tát, cứ để Dục Thần thử đi. Lúc nhận được cuộc gọi của Lâm Thu Thanh, Lý Dục Thần đang trên đường đến Thiên Tinh Quan bằng xe của Phùng Thiên Minh. Phùng Thiên Minh nói trụ trì của Thiên Tinh Quan Trương Đạo Viễn là cao nhân về phương diện bùa chú. Nói đến giấy vàng chu sa nếu Thiên Tinh Quan không chính thống thì không có nơi nào chính thống nữa cả. Năm nào các gia tộc lớn và những người có máu mặt ở thành phố Hòa cũng đến Thiên Tinh Quan cầu phúc. Trương Đạo Viễn cũng thường xuống núi để giúp đỡ mọi người trong thiên tai. Phùng Thiên Minh đã giới thiệu cho Lý Dục Thần trên suốt đường đi. Lý Dục Thần biết Trương Đạo Viễn này có tầm ảnh hưởng trong xã hội thượng lưu ở thành phố Hòa, xem ra có đạo hạnh. Lý Dục Thần cũng không giải thích. Anh biết rất nhiều cao nhân của các môn phái bùa chú, có điều tu vi của Trương Đạo Viễn quá yếu nên giải thích với ông ta cũng chẳng có tác dụng gì. Trương Đạo Viễn thấy Lý Dục Thần không nói gì thì trong lòng hơi bực, bèn nói với đệ tử bên cạnh, đi lấy chút chu sa và giấy vàng tới cho cậu ta đi. Đệ tử kia đi ra ngoài. Trong phòng chợt im lặng, bầu không khí có hơi xấu hổ. Phùng Thiên Minh bỗng lên tiếng, đạo trưởng Trương, gần đây tôi cứ thấy bực bội khó ở nên muốn nhờ ông xem giúp tôi. Trương Đạo Viễn cười nói, tôi thấy ông hai may mắn ập tới, gần đây sẽ gặp được quý nhân, mắc bệnh vặt thôi đừng lo. Tôi vẽ cho ông một lá bùa nhé. Phùng Thiên Minh mừng rỡ, bình thường muốn Trương Đạo Viễn tặng cho một lá bùa cũng không dễ, ai ngờ hôm nay ông ta lại chủ động mở miệng. Vậy cảm ơn đạo trưởng Trương. Tiểu đạo sĩ cầm túi chu sa và một bình mực chu sa đã được pha sẵn cùng một xấp giấy vàng được cắt gọn đến. Trương Đạo Viễn cầm lấy bút lông trên kệ bên cạnh, chấm mực chu sa rồi bắt đầu vẽ bùa. Chỉ thấy ông ta vẽ thoăn thoắt, ngòi bút như rồng bay phượng múa. Ngay cả Lý Dục Thần cũng phải công nhận động tác vẽ bùa của ông ta rất đẹp. Tiếc là tiên thuật thật sự cũng không phải để làm màu cho người ta xem. Ở trong mắt người ngoài thì chiêu ấy của Trương Đạo Viễn quả thật có đôi chút khí thế của bậc cao nhân. Chỉ là ở trong mắt Lý Dục Thần, ngoài động tác trông điêu luyện xinh đẹp ra thì hoàn toàn sai bét. Trương Đạo Viễn vẽ xong bèn giao cho Phùng Thiên Minh. Phùng Thiên Minh nhận lấy, rối rít cảm ơn. Trương Đạo Viễn liếc Lý Dục Thần thấy anh chẳng phản ứng gì thì khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khẩy. Lá bùa ấy ông ta cố ý vẽ thiếu một nét. Chỉ cần là đệ tử của môn phái bùa chú thì ngó cái là có thể nhận ra. Qua đó, Trương Đạo Viễn có thể chắc chắn Lý Dục Thần chỉ là một tên thầy bói đến thành phố Hòa để lừa tiền mấy kẻ giàu có thôi. Phùng Thiên Minh thanh toán tiền xong bèn chuẩn bị rời đi. Lý Dục Thần lại bỗng nói, tôi muốn thử xem chu sa kia dùng được không. Anh nói xong cũng không cần bút, dùng tay chấm chút mực chu sa vẽ loằng ngoằng trên giấy vàng. Một lát sau đó, trên giấy đã phủ kín những nét vẽ nguệch ngoạc, không khác gì con nít đang vẽ bậy. Cậu Lý, cậu thấy chu sa này thế nào? Trương Đạo Viễn cười nói. Lý Dục Thần nói, cũng tạm được, chỉ là cần điều chỉnh lại một số điểm. Trương Đạo Viễn hừ lạnh nói, thế thì mời cậu Lý về tự chỉnh. Tiễn khách, điện thoại vang lên, là một số lạ. Lý Dục Thần bắt máy, lúc nghe được đầu bên kia là giọng của Lâm Thu Thanh, anh cũng khá ngạc nhiên. Sau khi nghe được ý của Lâm Thu Thanh, Lý Dục Thần từ chối ngay. Bác Lâm, cháu không biết gì về hoạt động kinh doanh, cũng không giỏi đàm phán,
càng không thể đại diện cho nhà họ Lâm, bác nên tìm người khác giỏi hơn đi. Anh nghe thấy tiếng thở dài của Lâm Thu Thanh, giọng nói có vẻ hơi già nua. Dục thần, lần hợp tác này rất quan trọng với nhà họ Lâm, cậu xem như giúp tôi một lần, đi thử đi, có thành công hay không cũng chẳng sao. Lý Dục Thần hơi tò mò, là hợp tác gì mà khiến Lâm Thu Thành hạ mình đến nhờ anh? Đối phương là ai ạ? Nhà họ Trần ở Thân Châu. Nhà họ Trần ở Thân Châu. Hình như Lý Dục Thần hiểu ra gì đó. Được, cháu đồng ý với bác nhưng bây giờ cháu có việc, phải trễ một chút mới sang đấy. Chuyện ngôn tình. Sau khi đến Thiên Tinh Quan, tiếp đón họ là một đạo sĩ trẻ, anh ta dẫn họ đến đại sảnh. Sư phụ đang luyện công, mong mọi người chờ một chút, đạo sĩ bưng trà cho họ xong bèn rời đi. Lý Dục Thần thấy trên cửa hông ở đại sảnh có dán bùa thì bước tới nhìn, quả nhiên là giấy và chu sa loại tốt. Đợi một hồi, Trương Đạo Viễn mới khoan thai đến muộn rồi chắp tay với Phùng Thiên Minh, ông hai Phùng ghé thăm mà không có đón tiếp từ xa, mong ông thứ lỗi nhé. Thần thức Lý Dục Thần quét qua, thấy tuy trên người Trương Đạo Viễn có chân khí xoay chuyển, nhưng lại hết sức bình thản, hiển nhiên ban nãy cũng không có tu luyện. Xem ra đến muộn chỉ là vì làm giá và cho thấy sự thần bí thôi. Phùng Thiên Minh cũng chắp tay nói, làm phiền đạo trưởng Trương tu luyện, người phải xin lỗi là tôi mới đúng. Hôm nay, tôi dẫn theo một anh bạn đến định xin một ít chu sa và giấy vàng. Đến đạo quán tìm chu sa và giấy vàng. Ngoài làm bùa ra thì tôi thật sự không nghĩ ra còn có thể dùng làm gì. Trương Đạo Viễn nhìn Lý Dục Thần hỏi, xem ra cũng là người trong giới, không biết cậu gọi là gì. Lý Dục Thần đáp. Trương Đạo Viễn sửng sốt, đánh giá Lý Dục Thần vài lần. Đạo sĩ trẻ tuổi bên cạnh ông ta bỗng nhiên chỉ vào anh nói, hóa ra anh chính là Lý Dục Thần. Đạo trưởng Trương biết cậu Lý à, Phùng Thiên Minh kinh ngạc hỏi. Trương Đạo Viễn cười ha ha bảo, đâu có. Tôi vẫn sống ẩn giật như vậy thì sao có thể biết cậu Lý được? Chỉ là mấy hôm trước, nhà họ Lâm đã rêu rao tìm một đạo trưởng họ Lý, vậy chắc là cậu Lý này rồi. Lý Dục Thần chỉ cười chứ không nói gì. Trưởng Đạo Viễn bèn hỏi, không biết cậu Lý tu hành ở nơi nào? Lý Dục Thần đáp, Côn Luân. Trương Đạo Viễn cười ha ha bảo, cậu Lý thật thích nói đùa. Lý Dục Thần và Phùng Thiên Minh đi ra ngoài. Bỗng nhiên, đạo sĩ kia chạy đến gọi Phùng Thiên Minh lại. Thì thầm gì đó. Lý Dục Thần cách họ khá xa, nhưng thính lực của anh tốt nên vẫn nghe thấy. Đạo sĩ nọ nói, ông hai Phùng này, sư phụ bảo tôi nhắc nhở ông một câu, tên họ Lý này chỉ là kẻ bịp bợm lừa tiền, ông hãy cẩn thận một chút. Phùng Thiên Minh nửa tin nửa ngờ liếc sang nhìn Lý Dục Thần. Thấy bọn họ lái xe đi rồi thì đạo sĩ kia mới quay lại, nói với Trương Đạo Viễn. Đạo sĩ kia hỏi, sư phụ, tên họ Lý đó là kẻ lừa đảo thật hả? Trương Đạo Viễn bưng chén trà hoa lên, khẽ thổi lớp bọt bên trong, cười khẽ nói, nó còn chẳng đọc được loại bùa chú đơn giản nhất, cậu nhìn lá bùa nó vẽ xem, đó mà là bùa á. Đạo sĩ nọ nhìn thoáng qua lá bùa nét như gà bới của Lý Dục Thần để lại, phì cười thành tiếng. Giơ tay lên lấy, nhưng vừa chạm vào lá bùa đã thấy ngón tay tê dần. Còn chưa biết lý do tại sao thì chợt nghe thấy tiếng sấm nổ ầm trời. Vang vọng một tiếng khiến Trương Đạo Viễn hoảng sợ. Ra ngoài xem thử coi. Trương Đạo Viễn vội vàng đặt tách trà xuống, nước trà văng tung tóe, rơi lên lá bùa gà bới của Lý Dục Thần. Hai người ra khỏi phòng, lại không chú ý tới đằng sau lưng, lá bùa kia chậm rãi hòa tan trong nước trà, nét bút lại hóa thành hào quang bắn lên cao. Trương Đạo Viễn đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn thấy những tia sáng lướt qua. Bình kinh lôi, kiếm khí phi thiên. Mau, mau, mau lấy hương ra, có tiên nhân giáng trần đây mà, mau dâng hương cầu nguyện, cung nghênh tiên giá. Đạo sĩ nọ vội vàng lấy hương, để Trương Đạo Viễn thắp. Trương Đạo Viễn quỳ trong sân, giơ hương lên đầu, miệng lẩm bẩm. Lý Dục Thần mang chu sa giấy vàng về đến nhà mới bắt xe vội vàng đi tới khách sạn Hải Châu. Đến trước cửa, Lý Dục Thần đã bị bảo vệ cản lại, hỏi anh đến làm gì. Trương Nhất Bình và Chu Húc đang ngồi trong sảnh khách sạn tán dóc. Chu Húc liếc mắt trông thấy bóng người quen mắt ngoài cổng. Anh ta chọc chọc Trương Nhất Bình, bảo, anh Trương, anh nhìn ra ngoài xem, đó có phải là Lý Dục Thần không? Trương Nhất Bình nhìn ra ngoài, lại chả thế, đó là Lý Dục Thần. Hình như đang muốn vào, lại bị bảo vệ cản lại. Đi, ra ngoài xem sao. Hai người ra cổng.
Chuyện gì thế này? Trương Nhất Bình hỏi. Bảo vệ thấy Trương Nhất Bình thì lập tức nghiêm mặt, nói cậu Trương, người này nói mình đại diện nhà họ Lâm đến tìm anh Trần bàn chuyện làm ăn, tôi thấy anh ta đi taxi đến nên giữ lại hỏi vài câu. Đại diện nhà họ Lâm, Chu Húc cười thành tiếng, Lý Dục Thần, cậu đang làm phục vụ ở quán cơm thân dân cơ mà, cậu đại diện cho nhà họ Lâm từ khi nào thế? Quán cơm các cậu thu mua nhà họ Lâm lại rồi hả? Nói tới đó thì anh ta đã cười đến chảy nước mắt. Bảo vệ nghe đến thế bèn nói, cũng may có cậu Trần và bạn cậu ở đây, nếu không suýt chút nữa tôi đã bị lừa rồi. Sau đó ghét bỏ đuổi Lý Dục Thần đi. Trương Nhất Bình cũng thấy buồn cười. Nhưng anh ta vẫn phải giữ hình tượng và phong độ của một cậu chủ của xã hội thượng lưu, ngăn bảo vệ lại, nói với Lý Dục Thần. Lý do này của cậu nghe phi lý quá, không có ai tin được cả. Nếu cậu đến thuê phòng, thì chúng tôi hoan nghênh nhưng tôi nhắc cậu một câu. Khách sạn Hải Châu là khách sạn 5 sao, phòng rất đắt đỏ. Cậu có ở khách sạn 5 sao bao giờ chưa? Chu Húc mỉa mai nhìn Lý Dục Thần. 5 sao hả? Lý Dục Thần ngẩng đầu lên, nhìn thấy tòa nhà sạch sẽ sáng bóng, còn lấp lánh ánh mặt trời, đúng là chưa được ở bao giờ. À, tôi quên, cậu vừa từ trên núi xuống. Trên núi thì chắc không có tòa nhà nào cao như vậy đâu ha, Chu Húc tiếp tục mỉa mai nói. Khóe miệng Trương Nhất Bình cong cong. Nói, không sao cả, không phải ai cũng có cơ hội được ở khách sạn 5 sao, cậu chưa được trải nghiệm cũng là chuyện bình thường. Thế này nhé, nếu cậu muốn ở, tôi có thể cho cậu thuê một giờ, trải nghiệm thử. Anh Trương đúng là hào phóng, Chu Húc giơ ngón tay cái. Lý Dục Thần lắc lắc đầu nói, thôi bỏ đi, tôi không đến để thuê phòng. Vậy thì cậu đến đây làm gì? Tôi đã nói rồi, tôi đại diện cho nhà họ Lâm đến để bàn chuyện làm ăn với anh Trần. Lý Dục Thần, da mặt cậu dày như tường thành ấy nhỉ. Muốn nịnh hót anh Trần thì cũng phải tìm cái cớ nào đó hay hay chút. Anh Trần là người mà cậu muốn gặp là có thể gặp được chắc, Chu Húc cười lạnh nói. Lý Dục Thần hơi mất kiên nhẫn, nói, bỏ đi, tôi chẳng có gì để nói với các người cả. Cái khách sạn này mở cửa kinh doanh đón khách, thì tôi ra hay vào cũng là quyền tự do của tôi chứ nhỉ. Trương Nhất Bình nói, ra hay vào là quyền tự do của cậu. Nhưng anh Trần là khách quý của chúng tôi, cậu muốn quấy rầy người ta thì nhất quyết là không được, nên tôi không thể cho cậu vào trong. Anh có cái quyền đó chắc, Lý Dục Thần nhìn Trương Nhất Bình. Ngại quá, tập đoàn Vĩnh Thanh là cổ đông nắm giữ phần lớn cổ phần của khách sạn Hải Châu, trên môi Trương Nhất Bình là nụ cười kiêu ngạo. Nói thế tức là không chịu cho tôi vào phải không, Lý Dục Thần hỏi. Nếu cậu vẫn tiếp tục nói mình đại diện nhà họ Lâm đến tìm anh Trần thì tôi không thể cho cậu vào trong được, Trương Nhất Bình nói. Anh Trương, nói chuyện khách sáo như thế làm gì, gọi bảo vệ đuổi đi là xong ngay ấy mà, Chu Húc nói. Lý Dục Thần cười khẽ, được, thế thì lát nữa các người đừng có mà cầu xin tôi vào. Ha ha ha, Chu Húc cất tiếng cười to, anh Trương, anh có nghe thấy không, nó bảo tôi với anh phải xin nó vào kìa. Ha ha. Trương Nhất Bình cũng không nhìn được, lắc đầu nói, bỏ đi, chúng ta vào trong thôi, tôi không muốn nhìn thấy người này nữa. Lại dặn bảo vệ, trông chừng người này cho tôi nhé, đừng để tên đó lẻn vào. Cậu Trương cứ yên tâm ạ. Bảo vệ đồng ý, dùng ánh mắt sắc bén như nhìn trộm quan sát Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nhìn trái ngó phải, phát hiện bồn hoa bên cạnh khách sạn cũng khá rộng rãi bèn ra đó ngồi xuống. Bảo vệ nhìn chằm chằm anh. Bên ngoài khách sạn không có quy định cấm người ngồi nên anh ta cũng chỉ biết nhìn vậy thôi. Lý Dục Thần lấy điện thoại ra, bấm số của Thái Vĩ Dân. Lão Thái à, tôi Lý Dục Thần đây. Anh Lý, anh có gì cần dặn dò ạ? Đầu dây bên kia, Thái Vĩ Dân vô cùng xúc động, giọng nói cũng run run. Bây giờ ga ta không dám liên lạc với Lý Dục Thần, dù có gửi tiền cũng chỉ dám đưa đến chỗ Mã Sơn. Cậu có số của anh Trần bên Thân Châu không? Có à? Cậu gọi điện thoại cho anh ta. Lý Dục Thần cúp điện thoại, lặng lặng ngồi bên cạnh bồn hoa. Đúng lúc, cũng lâu rồi anh không luyện công, bèn nhắm mắt dưỡng thần, vận chuyển chân khí bao bọc khắp người. Trương Nhất Bình tựa người vào sofa ở khu nghỉ ngơi, bắt hai chân lên thả lỏng. Chắc là không có ai đến. Lát nữa tôi đi lên mời anh Trần, hôm nay tôi có sắp xếp cho anh ấy bữa tối, chắc chắn sẽ khiến anh ấy hài lòng. Anh ta tự nhủ. Anh Trương, anh với anh Trần ăn bữa cơm đó, có thể dẫn tôi theo với được không? Chu Húc lộ ra vẻ mặt nịnh nọt, tươi cười nói. Trương Nhất Bình nói, lần này thì không được,
Anh Trần không thích người lạ, tôi đã tốn khá nhiều công sức chuẩn bị bữa tối hôm nay. Chu Húc cười hà hà, được rồi, lần sau vậy nhé. Đúng lúc này, điện thoại Trương Nhất Bình chợt vang lên. Quản lý trên lầu báo với anh ta, rằng anh Trần đã xuống dưới lầu. Trương Nhất Bình bật dậy khỏi sofa, vội vàng chỉnh lại quần áo, một đường chạy thẳng về phía thang máy. Cửa thang máy mở ra, Trần Văn Học từ trong thang máy vọt ra ngoài. Anh Trần, Trương Nhất Bình cúi người, đang định nói mình đã chuẩn bị xong bữa tiệc tối. Trần Văn Học lại không thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái, lướt xoẹt qua, chạy ra cửa. Cố Ngôn Châu gắt gao đi theo phía sau, chẳng rời một tấc. Còn có một ông lão trông cực kỳ uy nghiêm mặc đồ thời Đường chắp tay sau lưng đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén như ưng. Mà bảo vệ khách sạn và nhân viên công tác lại vây quanh họ, chẳng biết nên làm thế nào bây giờ. Mẹ, rốt cuộc thằng nhóc kia dẫm phải vận gì vậy? Chu Húc tức giận hỏi, anh Trương, giờ làm sao? Trương Nhất Bình hít sâu một hơi, anh ta biết nhất định phải cúi đầu xin lỗi. Dù không nuốt nổi cục tức này cũng phải nhịn. Đắc tội Trần Văn Học cũng không phải chỉ đắc tội một mình nhà họ Trần, mà còn đắc tội những ông lớn đến bàn chuyện làm ăn với họ trong ngày hôm nay. Trương Nhất Bình đi đến bên cạnh bồn hoa, cố gắng dặn ra một nụ cười, khom lưng nói, cậu Trần, các vị, khách sạn chúng tôi đã riêng chuẩn bị một bữa tiệc đặc biệt, lát nữa sẽ bắt đầu, mời mọi người lên phòng đãi khách quý ngồi. Trần Văn Học ngó Lý Dục Thần, thấy anh còn chẳng thèm ngước mắt lên thì lập tức đoán được chuyện gì xảy ra, không khỏi tò mò ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Nhất Bình. Anh ta muốn xem thử rốt cuộc là ai ngu như vậy, thế mà lại ngăn một nhân vật như Lý Dục Thần ở ngoài cửa khách sạn. Trương Nhất Bình nhìn nụ cười không mấy ý tốt trên mặt Trần Văn Học thì không khỏi căng thẳng đến toát mồ hôi. Cậu Trần, cậu, Trương Nhất Bình cảm giác môi mình như bị keo 502 dính chặt đến nỗi không tài nào mở miệng nổi. Cậu, cậu Lý, nơi này gió lớn, hai người vẫn nên lên lầu ngồi đi. Lý Dục Thần cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua mặt ngoài bóng loáng của khách sạn. Ánh tà dương chiếu lên mặt kính thủy tinh bên ngoài khách sạn khiến nó lấp lánh một luồng ánh sáng xinh đẹp. Khách sạn 5 sao cơ đấy, ban nãy hình như có người không cho tôi vào mà. Trương Nhất Bình đỏ mặt nói, thật sự xin lỗi cậu Lý, tôi không biết cậu quen cậu Trần, còn tưởng rằng... Tôi cảm thấy nơi này rất tốt, Lý Dục Thần ngắt lời anh ta, anh Trần, anh thấy sao? Trần Văn Học hùa theo nói, cực tốt, chỉ cần anh Lý nói tốt thì chắc chắn là tốt. Trương Nhất Bình sửng sốt. Anh Lý, cậu Trần của Thân Châu thế mà gọi anh là anh Lý. Anh ta chính là người ngay cả gia chủ nhà họ Lâm còn không nể mặt, Thẩm Minh Xuân của nhà họ Thẩm đến cũng chẳng thèm gặp đó. Lý Dục Thần chẳng phải chỉ là một nhân viên trong một quán ăn nhỏ thôi à? Khi nào thì thành anh Lý thế? Đã có người báo cho Trương Đông Hằng chủ tịch của khách sạn Hải Châu. Sao lại trở nên như vậy chứ? Trương Đông Hằng nghe chuyện thì tức tới mức dậm chân. Tiếp đón cậu ba của nhà họ Trần ở Thân Châu là chuyện quan trọng biết bao nhiêu. Khách sạn 5 sao ở thành phố Hòa cũng không chỉ có một mình Hải Châu, xét về cấp bậc và địa vị thì Hải Châu cũng chẳng phải đứng đầu. Cậu Trần có thể chọn nơi này, đó là niềm vinh hạnh của Hải Châu. Huống chi, cậu Trần còn định gặp mặt các đại biểu của những gia tộc lớn ở thành phố Hòa, thậm chí là Tiền Đường. Chuyện này mà làm tốt thì không riêng Hải Châu, mà tập đoàn Vĩnh Thanh cũng có thể nâng cao vị thế của mình. Làm không tốt thì tất cả mọi người cũng sẽ xui xẻo. Khách sạn Hải Châu đã vì chuyện này mà từ cấp trên tới cấp dưới đã bận rộn biết bao nhiêu ngày, sợ xảy ra sai sót. Sau khi người nhà họ Lâm rời đi, Trương Đông Hằng nghĩ rằng chắc sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Chỉ cần sắp xếp tốt bữa tiệc tối này là có thể đặt dấu chấm tròn, kết thúc hoàn mỹ cho chuyện lần này. Song dù vậy, ông ta còn để cho Trương Nhất Bình giám sát ở đại sảnh lầu 1 để đề phòng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ai mà ngờ, chuyện ngoài ý muốn ấy lại xảy ra ở ngay bản thân Trương Nhất Bình. Trương Đông Hằng dẫn theo những thành viên cấp cao của khách sạn vội vàng chạy đến cửa. Sau khi hỏi rõ ràng mọi chuyện, ông ta bèn trừng Trương Nhất Bình một cái. Nếu không phải anh ta là con trai của chủ tịch tập đoàn Trương Căn Mậu thì ông ta đã tát cho một cái rồi. Ông ta tách đám đông ra, muốn đi đến bên cạnh Trần Văn Học. Bỗng dưng trước mặt nhoáng lên, Cố Ngôn Châu đã đứng chắn trước mặt Trương Đông Hằng. Trương Đông Hằng vội vàng nói, ông Cố, ngại quá, tôi sơ sót quá. Cậu Trần, tiệc tối sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào trong ngồi đi.
Trần Văn Học duỗi lưng một cái nói, tôi quả thật có hơi đói bụng, anh Lý à, hay là chúng ta ăn chút gì nhé? Trương Đông Hằng nghe vậy, trái tim nhảy lên tận cổ cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Chỉ cần đi vào thì dù có lỗi lầm gì cũng có thể bù đắp. Trương Nhất Bình cũng thở phào một hơi. Lý Dục Thần nói, ăn cũng được thôi, bảo họ đưa đến đây đi. Trương Đông Hằng hoảng sợ, vội nói, cái này không thể được, đồ ăn đều được đầu bếp chế biến tại chỗ. Hôm nay chúng tôi còn cố tình vận chuyển một ít nguyên liệu từ nước Pháp về qua đường hàng không và mới đầu bếp Michelin từ Thần Châu tới. Tôi cảm thấy đó là một ý kiến hay, Trần Văn Học vỗ bồn hoa bảo, ở đây đi, ngồi xổm trên mặt đất ăn món Pháp do Michelin chế biến, nghĩ thôi cũng thấy thú vị. Trương Đông Hằng đau khổ nói, chuyện này sao mà được chứ? Trương Nhất Bình lại oán hận liếc nhìn Lý Dục Thần một cái. Lý Dục Thần nói, nếu người ta không muốn, chúng ta có thể gọi ship. Trần Văn Học cũng nói, cũng được, vậy gọi ship. Trương Đông Hằng vội vàng xua tay, hai cậu à, đừng gọi ship, tôi lập tức gọi người sắp xếp đưa đồ ăn đến đây. Ông ta thật sự sợ. Cậu chủ nhà họ Trần đến khách sạn Hải Châu lại ngồi ngoài cửa gọi ship. Sau đó, thành viên đoàn đội kinh doanh của nhà họ Trần nối đuôi nhau đi ra. Anh Trần! Trương Nhất Bình la lên, không rõ tại sao Trần Văn Học vội vã như thế, bèn chạy theo sau. Trần Văn Học lao ra khỏi cổng. Các nhân viên an ninh đều biết đây là khách quý, nên mấy ngày nay mọi người trong khách sạn Hải Châu đều căng dây thần kinh lên để hầu hạ vị khách quý này. Không ai dám hỏi, lại càng không có ai dám cản. Trần Văn Học đứng trước cổng, nhìn đông rồi lại nhìn tây, bỗng nhiên nhìn thấy Lý Dục Thần đang ngồi bên cạnh bồn hoa. Anh ta vừa mừng vừa thở phào một hơi, đi đến bên cạnh bồn hoa cười nói, cuối cùng cũng chờ được anh. Anh Lý, muốn gặp anh cũng khó ghê. Lý Dục Thần cười nói, nào có khoa trương như anh Trần, tôi muốn gặp anh mà người ta còn không cho vào, chỉ có thể ngồi đây chờ này. Trần Văn Học sửng sốt, sau đó cả giận nói, sao họ dám như vậy cơ chứ? Chúng ta vào đi, để tôi xem ai dám cản. Lý Dục Thần lại ngăn anh ta lại bảo, bỏ đi. Tôi thấy nơi này cũng khá tốt, không khí trong lành, nếu anh không chê thì chúng ta cứ ngồi đây nói đi. Trần Văn Học bỗng hiểu được gì đó, cười ha ha nói, được, vậy ngồi đây nói. Sau đó, anh ta bèn ngồi xuống bên cạnh Lý Dục Thần. Cố Ngôn Châu cúi người với Lý Dục Thần, kính cẩn hô một tiếng, cậu Lý. Lý Dục Thần nhìn Cố Ngôn Châu, cau mày hỏi, ông Cố, mấy hôm trước thấy ông khỏe lắm mà, sao nay lại như là bị thương vậy? Cố Ngôn Châu bội phục đáp, quả thật chẳng có gì giấu được cậu Lý, tôi đúng là bị thương, nhưng cũng không sao. Lý Dục Thần gật đầu bảo, không sao là được rồi, mấy ngày nữa tôi sẽ luyện mấy viên đan dược cho ông ăn. Cố Ngôn Châu mừng rỡ. Ông ta từng thấy Lý Dục Thần ra tay, kia chính là thủ đoạn của thần tiên nên đan dược anh đưa sao có thể là thứ tầm thường. Ông ta bèn vội vàng nói, cảm ơn cậu Lý, cậu cứ chậm rãi nói chuyện, tôi sẽ trông chừng cho hai người. Cố Ngôn Châu nói xong bèn đứng sang bên, ánh mắt sắc bén, tràn ngập khí thế liếc nhìn xung quanh. Cảnh tượng ấy khiến Trương Nhất Bình vừa chạy tới cửa nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Chu Húc đứng cạnh anh ta há to miệng, kinh ngạc không thốt nên lời, mãi một lúc sau mới hỏi, anh Trương, chuyện này là sao? Trương Nhất Bình cũng buồn bực, sao anh Trần kia lại biết Lý Dục Thần, trông còn có vẻ rất thân thiết nữa. Lúc này, những người khác trong nhà họ Trần cũng chạy tới khách sạn. Trần Văn Học vẫy tay, bọn họ bèn bước tới. Vì thế, trước cửa khách sạn Hải Châu đã xuất hiện một cảnh tượng vô cùng thú vị. Hai thanh niên ngồi bên bồn hoa, một đám cả trai lẫn gái ăn mặc sang trọng vây quanh họ, người thì ngồi hai bên, người thì đứng, có người lại trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì ngày mai họ cũng có thể đóng cửa được rồi. Trương Đông Hằng đi ra khỏi đám đông bảo cấp dưới đi sắp xếp đồ ăn, sau đó gọi điện cho Trương Căn Mậu. Chuyện này đã không phải của riêng khách sạn, mà tập đoàn Vĩnh Thanh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Huống chi, họ còn do con trai Trương Căn Mậu ông gây ra, ông không đến xử lý thì ai đến. Bên cạnh đó, ông ta cũng gọi cho nhà họ Lâm. Họ Lý kia không phải nói đại diện cho nhà họ Lâm đến hả, dù có phải thật hay không thì báo cho nhà họ Lâm cũng sẽ chẳng khiến tình hình tệ hơn. Tia nắng chiều cuối cùng cũng biến mất trên nền kính thủy tinh, bóng tối dần bao trùm. Ve sầu trên cây vẫn kêu râm ran, côn trùng trong bụi cỏ cũng không cam lòng yếu thế ríu rít bắt đầu kêu to.
Khách sạn Hải Châu mở hết tất cả các bóng đèn, dưới ngọn đèn là từng cảnh huy hoàng lộng lẫy khiến ngoài cửa sáng như ban ngày. Một chiếc bàn ăn dài được đẩy ra. Dưới màn đêm ngoài cửa khách sạn rực rỡ bày một bàn ăn vừa được chuẩn bị dài cả 5 mét. Xung quanh cắm đầy hoa tươi. Trên bàn đốt nến. Từng bộ đồ ăn bằng bạc đắt đỏ xếp ngay ngắn trên bàn. Hết món này đến món khác được bưng lên. Mùi hương ngập tràn trong màn đêm. Trương Đông Hằng đi mời Trần Văn Học và Lý Dục Thần đến ăn cơm. Hai người cứ thế ở đó trò chuyện vui vẻ, không có ai quan tâm đến ông ta. Trương Đông Hằng cũng dứt khoát không thèm quan tâm thêm nữa. Ông ta đang chờ Trương Căn Mậu đến, ai gây họa thì người đó tự tới mà gánh vác, ông ta không muốn chịu tội thay. Một chiếc Mercedes-Benz từ xa chạy tới. Nhân viên trong khách sạn đều nhận ra, đó chính là xe của ông chủ bọn họ. Trương Căn Mậu gần như là nhảy ra khỏi xe. Đến nơi, ông ta chẳng nói chẳng rằng đã tát cho Trương Nhất Bình một cái. Sau đó mới đi tới xin lỗi Trần Văn Học và Lý Dục Thần. Thưa hai cậu, tất cả là do tôi không biết dạy con, mong hai cậu rộng lòng, đừng chấp nhất gì thằng danh con đó. Mọi người xung quanh đều ngơ ngác tưởng như đang mơ. Đó chính là chủ tịch tập đoàn Vĩnh Thanh. Bọn họ chưa từng thấy ông chủ lớn oai phong lẫm liệt ngày thường trở nên khép nép và ăn nói nhỏ nhẹ như thế. Trần Văn Học cười nói, chủ tịch Trương cần gì phải khách sáo thế, chúng tôi chỉ ngồi đây nói chuyện phiếm thôi mà. Cậu chủ nhà ông chiêu đãi khách rất tốt, chúng tôi cảm ơn còn không kịp nữa thì sao lại chấp nhặt cho được. Mặt Trương Căn Mậu tái mét, quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Nhất Bình, nói, quỳ xuống. À, Trương Nhất Bình hoảng sợ, cứ tưởng mình đang nghe nhầm. Quỳ xuống, xin lỗi hai cậu đây nhanh lên, Trương Căn Mậu khó chịu, lạnh lùng nói. Bố Trương Nhất Bình không dám tin, người cha luôn yêu thương cưng chiều mình lại đối xử với mình như thế. Trương Căn Mậu căn bản không quan tâm đến tình cảm của hai cha con, đây cũng không phải là lúc để nghĩ đến chuyện đó. Đắc tội với nhà họ Trần cùng với ông lớn nắm giữ cả nửa thành phố Hòa thì sau này nhà họ Trương đừng hòng lăn lộn làm ăn ở đây nữa. So với những tổn thất đó, thì thể diện là cái quái gì? Nếu đứa con này không phải là máu mủ ruột thịt, ông ta thật sự rất muốn giơ chân đạp chết luôn cho xong. Trong lòng Trương Nhất Bình vô cùng khó chịu, nhưng anh ta không dám cãi lời cha mình, đành phải rưng rưng nước mắt quỳ xuống, cúi đầu nói, tôi bị Chu Húc lừa gạt, anh ta nói cậu Lý đây chỉ là nhân viên quèn ở quán cơm thôi nên mới dẫn đến hiểu lầm như vậy. Anh Trần, cậu Lý, thật lòng xin lỗi, tôi chân thành xin lỗi hai người. Chu Húc là ai? Trương Căn Mậu hét lớn. Bảo vệ sách Chu Húc đã sợ đến mức choáng váng từ lâu ra, đây ạ. Trương Căn Mậu cầm điện thoại di động, nện bốp bốp lên đầu Chu Húc. Di động đã nát, đầu Chu Húc cũng chảy máu ròng ròng. Tất cả lửa giận của Trương Căn Mậu đều trút hết lên người Chu Húc, vẫn chưa bỏ tức, ông ta lại giật lấy gậy cao su trong tay bảo vệ, đánh Chu Húc thật mạnh. Mãi đến khi Trương Đông Hằng ôm lại thì ông ta mới dừng tay. Trương Căn Mậu hít sâu một hơi, như tắc kè hoa thay đổi sắc mặt, tươi cười nói, hai cậu này, chúng ta đi ăn một bữa cơm nhé. Trần Văn Học vẫn không nhúc nhích. Anh ta căn bản không sợ đắc tội một tập đoàn Vĩnh Thanh. Ngược lại, nếu hôm nay họ không thể khiến Lý Dục Thần hài lòng, thì anh ta cũng không ngại tiến hành việc làm ăn đầu tiên đó là nuốt luôn tập đoàn Vĩnh Thanh. Tuy anh ta ở nhà họ Trần không có tiếng nói bằng hai người anh kia, nhưng chút khả năng và quyền lực đó thì vẫn có. Anh ta nhìn sang Lý Dục Thần. Trương Căn Mậu cũng nhận ra, cậu Lý này mới là nhân vật chính, bèn lên tiếng xin, cậu Lý, mời cậu rời bước dùng bữa. Lý Dục Thần duỗi lưng một cái, nói, nếu người ta đã nhiệt tình như thế, thì chúng ta cũng phải biết điều một chút, ăn bữa cơm vậy. Nói xong thì đứng lên, đi tới chỗ bàn ăn, nhìn một bữa tiệc lớn kiểu Pháp, cầm lấy một cái đĩa trống không lên hỏi, không có đũa hả? Sau đó lập tức có người cầm đũa tới. Lý Dục Thần dùng đũa, gắp mỗi thứ một ít bỏ vào đĩa, lại thêm xúc thêm ít cơm, biến cái đĩa thành cơm trộn. Sau đó múc chén canh bưng tới chỗ bồn hoa. Đặt chén canh lên thành bồn hoa, mình thì bưng đĩa cơm ngồi xuống đó bắt đầu ăn. Trần Văn Học cảm thấy thú vị nên cũng bắt trước anh, làm một phần, ngồi xổm xuống bên cạnh anh cùng ăn. Là người đại diện quyền quý của Thân Châu, xem việc thưởng thức hết tất cả món ngon vật lạ, chơi hết tất cả người đẹp trên đời là nhiệm vụ của mình, đây cũng là lần đầu tiên cậu ba nhà họ Trần thưởng thức món cơm Pháp trộn thế này.
nhìn thấy cảnh đó, tâm lý Trương Căn Mậu gần như sụp đổ. Ông ta hận không thể đánh cho con trai mình một trận tơi bời. Nhưng quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt đầy nỗi nhục nhã của anh ta, thì Trương Căn Mậu chỉ thở dài một hơi. Con không dậy là lỗi của người làm cha. Lại một chiếc xe lao nhanh tới. Lâm Thu Thanh từ trên xe bước xuống, thấy trước của khách sạn đông người như thế thì chẳng hiểu mô tê gì. Đến gần thấy được thì suýt chút nữa giật thót tim. Cứ tưởng Lý Dục Thần đến đây cố chữa ngựa chết thành ngựa sống mà thôi, căn bản cũng không ôm hy vọng gì. Nhưng lúc này, Lý Dục Thần lại đang ngồi cùng với cậu ấm nhà họ Trần, mỗi người một cái đĩa to, ngồi chồm hổm dưới đất ăn cơm. Trông có vẻ đang trò chuyện với nhau rất vui. Cảnh tượng đó, Lâm Thu Thanh nhìn thế nào cũng thấy có hơi ảo. Trước mắt bao người, ăn một đĩa cơm trộn kiểu Pháp bên vệ đường thế này, Trần Văn Học lại cảm thấy rất mỹ mãn. Dù cha con nhà họ Trương có níu kéo đến mức nào đi nữa, thì Trần Văn Học cũng bảo quản gia trả phòng Tổng thống ở khách sạn Hải Châu. Sau đó lái chiếc Bugatti Veyron của mình chở Lý Dục Thần nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Mọi người trước cửa khách sạn vẫn chìm trong sự im lặng đầy ăn ý. Như thể bão táp sắp sửa kéo tới, tất cả mọi người đều cảm nhận được thứ áp lực khó nói thành lời. Chỉ có Lâm Thu Thanh là lòng đầy bất ngờ hào hứng, thậm chí còn có xúc động muốn hát vang một khúc thật to. Về những nhục nhã đã phải chịu trước đó, ông ta không quên, nhưng so với những lợi ích sắp tới, những thứ đó cũng chẳng đáng là gì. Là một người lái tàu đầy lý trí của cả tộc, ông ta biết rõ, làm ăn thất bại mới là nỗi sỉ nhục lớn nhất. Một khi gia nghiệp suy tàn, nỗi nhục nhã sắp ập tới không chỉ với mình ông ta mà cả con cháu đời sau nữa. Lâm Thu Thanh ngẩng đầu lên nhìn trời. Đêm có trăng có sao, đúng là một ngày tươi đẹp. Ông ta vẫn chưa đi, vì đang chờ đoàn đội của nhà họ Trần. Cậu ấm họ Trần cùng Lý Dục Thần đã đi rồi, không biết họ đi đâu, nhưng đoàn đội nhà họ Trần vẫn còn ở trên lầu lấy hành lý. Ông ta muốn dẫn đoàn đội nhà họ Trần đến nhà họ Lâm, thế thì không sợ gia tộc khác đến tranh giành việc làm ăn nữa. Tuy rằng hôm nay Trương Căn Mậu khá là chật vật, nhưng dù sao ông ta cũng là chủ của tập đoàn Vĩnh Thanh, thân phận và địa vị vẫn còn đó, bèn tới nói chuyện với Lâm Thu Thanh. Đã đắc tội với cậu Trần rồi, không thể đắc tội với cả nhà họ Lâm được. Ông Lâm, cậu Lý đó rốt cuộc là người thế nào vậy? Trò chuyện một lát, rốt cuộc Trương Căn Mậu cũng không nhịn được hỏi. Trương Nhất Bình bên cạnh vểnh tai lên nghe. Lâm Thu Thanh cười ha hả nói, nó hả, nó là bạn trai của con bé Mộng Đình nhà tôi. Lời nói hết sức thoải mái và tự nhiên, cả bản thân Lâm Thu Thanh cũng hơi giật mình. Cứ như vậy, là đã chấp nhận thằng nhóc đó rồi ấy hả? Hình như cũng chỉ có thể như vậy thôi. Ồ, Trương Căn Mậu giật mình. Con rể nhà họ Lâm, nhà họ Trương cũng không thể trêu vào. Nhìn sang đứa con trai bên cạnh mình, đúng là không bằng ai còn gây họa. Trương Căn Mậu càng nghĩ càng tức. Trương Nhất Bình nghe xong thì trong lòng khó chịu như vừa nuốt phải hàng trăm con ruồi. Cái gì mà cậu với cả Lý, thì ra chỉ là một thằng ăn bám phụ nữ. Anh ta hận. Hận bản thân mình tạo sao không chiếm lấy trái tim Lâm Mộng Đình sớm hơn. Càng hận Lý Dục Thần chen ngang vào chuyện tình này. Nỗi hận thù đó đã chiếm lấy lý trí anh ta, khiến anh ta quên mất rằng nếu như Lý Dục Thần chỉ là kẻ ăn bám phụ nữ, thì sao lại khiến cho cậu Trần chẳng xem nhà họ Lâm ra gì phải cùng anh ngồi chồm hổm dưới đất ăn cơm. Lý Dục Thần nói với Trần Văn Học, nếu món cơm trộn kiểu Pháp đó vẫn chưa đã nghiền, thì anh sẽ dẫn anh ta đến một chỗ khác ngon hơn. Trần Văn Học đầy mong chờ theo Lý Dục Thần đến quán cơm thân dân. Cái chỗ này đây á. Đó là cảm giác đầu tiên của Trần Văn Học khi nhìn thấy một quán cơm nhỏ và chật hẹp đếp mức này. Nhưng khi anh ta vào trong, trông thấy bà chủ là chị Mai thì lại giật nảy mình. Dùng lời của Trần Văn Học để diễn tả, thì chị Mai như tiên nữ đi lạc vào ngõ nhỏ vậy, trên người có cả tiên khí và chút phong trần. Giữa hai thứ đó còn pha theo cảm giác giang hồ. Trần Văn Học tự nhận bản thân đã gặp qua vô số người con gái, nhưng một cô gái như vậy thì cũng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết mà thôi. Những lời đó, anh ta nhìn mặt chị Mai nói ra. Chị Mai được khen vui như nở hoa, bảo sẽ cho cậu Trần cùng mình đi làm tóc. Ông chủ Vương ngồi sau quầy cười hì hì, nhưng nụ cười đó trông kiểu nào cũng thấy không được tự nhiên. Sư phụ Vinh cầm cái muôi đứng trước cửa bếp, Tiểu Dương bên cạnh cầm con dao thái chơi vui ngất trời. Lý Dục Thần vội vàng ngăn chị Mai lại,
nói cậu Trần tới đây hôm nay chủ yếu là để nếm thử tay nghề của sư phụ Vinh. Có lẽ là muốn cắt đứt ý tưởng dẫn cậu Trần đi làm tóc kia nên hôm nay sư phụ Vinh khá là cố gắng. Một đĩa sườn xào đã chinh phục cái miệng khó chịu của cậu Trần, anh ta vừa ăn vừa khen ngon. Mà món thứ hai chính là hải sâm nướng hành được bưng lên, cậu ấm họ Trần đã ngồi không yên, trực tiếp thốt lên, má ơi! Cái vị này, cảm giác còn hơn cả thủ đô. Sư phụ Vinh, tay nghề này không thua kém gì đầu bếp khách sạn lớn ở thủ đô đâu. Sư phụ Vinh cười nói, năm đó sư phụ tôi chính là bếp trưởng của đệ nhất lâu ở thủ đô. Trần Văn Học hoảng hốt, liên tục nói, thất lễ, thất lễ. Sau quầy, ông chủ Vương cười hì hì nói, cũng chỉ là lầu một thôi mà, lầu thứ hai con chưa lên được nữa là. Sư phụ Vinh đáp lại, cả lầu một ông còn không vào được. Hai người đang đấu võ mồm thì Đinh Hương đi mua đồ cho bà chủ đã quay trở lại. Trần Văn Học vừa trông thấy Đinh Hương thì lại giật nảy mình. Đinh Hương khác với chị Mai, trên người chị Mai có ba loại khí chất là tiên khí, phong trần và giang hồ, là một người tài giỏi và hiếm thấy. Còn trên người Đinh Hương chỉ có tiên khí, không hề có chút khói bụi trần gian nào, nên có thể gọi là tiên nữ. Lúc rời đi, Trần Văn Học cứ lưu luyến mãi không thôi. Đứng bên ngoài quán nhìn mặt tiền ọp ẹp bé xíu, bảng hiệu đơn sơ thì chậc lưỡi than thở. Cái quán nhỏ như thế, lại có đủ cả mỹ thực và mỹ nữ. Đi trên đường, Trần Văn Học đã nhận được lời cảnh cáo đầy nghiêm túc từ Lý Dục Thần. Mỹ thực thì có thể thưởng thức, nhưng mỹ nữ thì không được đụng vào, nhất là Đinh Hương. Dám có suy nghĩ sai trái nào với cô ấy thì thôi đừng làm bạn nữa. Trần Văn Học nhớ tới biểu hiện đáng sợ của Lý Dục Thần ở trường đấu chó. Nhất thời run rẩy. Hiểu, hiểu, người ta là tiên nữ, còn anh là thần. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, bèn đổi lời, hỏi, này, anh chỉ bảo không được đụng vào Đinh Hương thôi, thế tức là đụng vào chị Mai thì được hả? Lý Dục Thần cười, nếu có gan thì cứ thử xem. Trần Văn Học nghĩ nghĩ nói, bỏ đi, tôi thấy sư phụ Vinh với ông chủ Vương kia cũng không phải người hiền lành gì, tôi vẫn nên giữ lại chút lộc ăn. Để ăn món sư phụ Vinh nấu coi bộ lời hơn. Lý Dục Thần cười ha hả. Đây gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, đúng là con cháu nhà giàu có. So sánh thử, thì mắt nhìn người của cậu ấm nhà họ Trương với Chu Húc kia vẫn còn thua kém nhiều lắm. Lý Dục Thần hỏi Trần Văn Học, vì sao lại bảo tôi đại diện nhà họ Lâm đến để nói chuyện với anh? Anh làm như thế khiến cho gia chủ nhà họ Lâm rất mất mặt đó. Trần Văn Học cười nói, đầu tiên tất nhiên là muốn gặp anh, tôi chỉ biết được thông tin anh là con rể nhà họ Lâm, ngoài điều đó ra thì thật sự không biết phải liên lạc với anh như thế nào. Thứ hai ấy, tôi cũng muốn xem thử sự kiên nhẫn cũng như mắt nhìn người của nhà họ Lâm. Nếu bọn họ không có được sự kiên nhẫn đó, hoặc là không mời anh ra mặt thì tôi cũng không cần thiết phải hợp tác với bọn họ. Đã không hợp tác, thì tại sao tôi phải cho họ mặt mũi? Bỗng nhiên anh ta vỗ đùi, ai ra? Tôi quên mất, ông ấy là bố vợ tương lai của anh. À, chắc cô cả nhà họ Lâm sẽ không vì chuyện này mà khó chịu với anh chứ. Sau đó cười lên ha hả. Lý Dục Thần nói, được rồi, đến nhà họ Lâm thôi. Trần Văn Học nói, đã trễ thế này rồi, để ngày mai đi được không? Lý Dục Thần lắc đầu nói, anh không đến thì chắc tối nay người nhà họ Lâm không ai ngủ được. Ông cụ Lâm có ân với tôi không thể phụ lòng ông ấy. Được rồi, thì đi, Trần Văn Học nói, nhưng mà anh Lý này, có câu này tôi phải nói trước, gần đây việc kinh doanh của nhà họ Lâm không ổn lắm, nếu gia tộc họ không thể vực dậy được thì có lẽ tôi sẽ thay đổi kế hoạch, cũng không loại trừ khả năng hợp tác với các gia tộc khác. Dù sao thì tôi cũng đại diện cho cả nhà họ Trần, chứ không phải chỉ là cá nhân tôi. Tất nhiên rồi, tất nhiên Lý Dục Thần biết nhà họ Lâm có những vấn đề gì. Nay Ngô Hiền đã chết. Mây đen che phủ đỉnh đầu cũng tự động tan, mấy ngày nữa là có thể trời quang mây tạnh. Chuyện làm ăn thì anh cứ bàn với nhà họ Lâm, làm thế nào được thì làm, không cần để ý đến tôi, anh nói. Trần Văn Học kinh ngạc nói, anh Lý không tham gia vào ư. Chuyện Đông Phương. Lý Dục Thần cười nói, tôi không biết làm ăn, tôi mà biết kinh doanh thì sao lại không tự đi mà làm. Hai mắt Trần Văn Học sáng lên, nói kinh doanh đâu có cần phải biết gì. Anh chỉ cần nắm giữ nguồn vốn lớn và biết dùng người là được. Lý Dục Thần nói, với anh thì là vậy, nhưng với tôi mà nói đâu có dễ như vậy, tài chính, nhân tài, biết phải đi đâu tìm. Tài chính không phải là vấn đề,
tôi có thể lấy ra một ít, chúng ta cứ làm từ nhỏ đi lên, chọn một mục tiêu nhỏ trước. Còn người ấy hả, Trần Văn Học nghĩ nghĩ, tôi có thể cử một người cho anh, người này tên là Lang Dụ Văn, có thể nói là một người nhàn rỗi bố tôi nuôi dưỡng, có thể gọi tới bất kỳ lúc nào. Anh cho tôi một kẻ ăn không ngồi rồi ấy hả, Lý Dục Thần không vui nói, anh đúng là bạn tốt đấy nhỉ. Trần Văn Học cười nói, anh đừng xem thường Lang Dụ Văn này. Anh ta là một thiên tài kinh doanh, cũng từng là nhân vật giấy lên sóng to gió lớn trên thương trường Giang Đông. Đáng tiếc là anh ta đã đụng vào người không nên đắc tội, bị những thế lực mạnh ở Giang Đông hợp tác gài bẫy, chẳng những phá sản mà còn suýt mất cả mạng. Sau đó anh ta đến Thân Châu, qua tay nhiều người rồi đến nhà họ Trần, bố tôi cũng chỉ nuôi không như vậy thôi, chẳng dám sử dụng. Cũng sợ đắc tội với người khác hả, Lý Dục Thần cười hỏi. Tất nhiên là sợ rồi, Trần Văn Học nói, chuyện kinh doanh chủ yếu là hòa khí sinh tài. Vì một nhân tài mà đắc tội với cả thế lực ở Giang Đông, ai lại dám chơi như thế? Lý Dục Thần nói, thế mà anh lại bảo tôi làm. Trần Văn Học nở nụ cười, nói tôi đã chứng kiến bản lãnh của anh Lý, nói đến chuyện đắc tội, người ta không đắc tội với anh là mồ mả ông bà đã bốc khói xanh rồi. Tôi nghĩ nếu có dùng, cũng chỉ có mình anh dám dùng Lang Dụ Văn này mà thôi. Ban đêm ở khu biệt thự Sơn Trang Bắc Khê đèn đuốc sáng ngời. Lý Dục Thần và Trần Văn Học tới Sơn Trang Bắc Khê, ngoài ông cụ Lâm Thượng Nghĩa cùng phụ nữ trong nhà, thì Lâm Thu Thanh đã dẫn đầu tất cả mọi người ở nhà họ Lâm đứng ngoài cổng chờ. Mặt Lâm Thu Thanh tươi roi rói. Mấy tiếng trước, ông ta đã dẫn đoàn đội nhà họ Trần đến câu lạc bộ tư nhân, hơn nữa còn hoàn thành đàm phán bước đầu, chỉ chờ Trần Văn Học về chốt nữa là xong. Lần này các gia tộc lớn của thành phố hòa cùng nhau cạnh tranh. Cuối cùng nhà họ Lâm được đánh giá là đang yếu thế lại ngược gió trở mình. Đó không chỉ là đàm phán một vụ hợp tác làm ăn, mà còn thể hiện được cho người ta thấy thực lực của nhà họ Lâm. Người nhà họ Lâm ở thành phố Hòa đều tụ tập về đây, người ở gần nghe tin cũng chạy tới, trong đó có cả Thẩm Minh Xuân và Viên Quốc Thành. Thẩm Minh Xuân đi tới với vẻ mặt nặng nề, ông ta đi gặp Trần Văn Học nhưng cả mặt mũi còn chưa thấy, kết quả Lý Dục Thần vừa ra mặt đã dẫn người ta về tận nhà. Điều này khiến ông ta không thể chấp nhận được. Minh Xuân, chuyện này rốt cuộc là sao? Lâm Thu Phượng gọi Thẩm Minh Xuân, sao anh bảo là nhà họ Trần đã ký kết với nhà họ Viên, không thể hợp tác với chúng ta cơ mà. Làm sao mà anh biết được chứ? Thẩm Minh Xuân tức giận nói. Lâm Thu Phượng trợn trắng mắt, có cái gì đâu mà tức giận, cậu Trần đến nhà chúng ta cùng chẳng sao cả. Còn hơn là bị chị cả cướp đi rồi sau này lại đến cười nhạo vợ chồng mình. Thẩm Minh Xuân ngẫm lại thấy cũng đúng, đành phải chấp nhận. Còn Lý Dục Thần, ông ta cảm thấy tên đó chắc là chó tắp phải ruồi. Ông ta sẽ không nghĩ rằng bản thân mình thua kém một tên khố rách áo ôm chẳng có tí bối cảnh nào. Viên Quốc Thành nghĩ mãi vẫn không hiểu, rõ ràng cậu ấm nhà họ Trần đã có ý định hợp tác với nhà họ Viên, cuối cùng lại quay đầu chọn nhà họ Lâm. Thế Kiệt, tên nhóc đó là sao vậy? Lâm Lai Nghi nói, không phải đã bàn hết rồi sao? Chắc chắn là xảy ra biến cố gì rồi, khả năng cao là tên khốn Lý Dục Thần kia ở sau lưng giở trò quỷ, Viên Quốc Thành nói. Nhắc tới Lý Dục Thần, Lâm Lai Nghi lại tức giận không sao tả nổi, tức đến ngứa cả răng. Nó là cái thá gì, nó mà cũng giở được trò gì sau lưng á. Em đừng khinh thường nó, nghe nói Triệu Tứ Hải đã lên tiếng, sau này việc làm ăn của nhà họ Lâm, nhà họ Triệu đều sẽ nhường lại không tranh. Em nghĩ thử xem. Triệu Tứ Hải là loại người gì? Có vô duyên vô cớ mà nói vậy không? Ý anh là chuyện đó có liên quan đến thằng họ Lý kia ấy hả? Lâm Lai Nghi không thể tin nổi. Viên Quốc Thành nói, anh vừa mới gọi điện thoại cho Trương Đông Hằng bên khách sạn Hải Châu. Ông ta nói hình như Lý Dục Thần đã quen biết với cậu Trần từ trước, hai người trông có vẻ thân thiết lắm. Anh nghi ngờ nhà họ Trần cố tình gài bẫy, nói cái gì mà đến thành phố Hòa đầu tư, mục tiêu chính là nuốt chửng nhà họ Lâm. Mà Lý Dục Thần, có lẽ đã bị nhà họ Trần mua chuộc, nếu không tại sao nó lại chẳng chịu ở rể nhà họ Lâm. Nhưng nhà họ Trần có ghê gớm đến mức nào cũng nằm ở Thân Châu, cọp xuống đồng bằng bị chó trêu, bọn họ muốn nuốt chửng nhà họ Lâm đâu có dễ dàng như vậy, Lâm Lai Nghi nói. Cũng không dễ dàng gì, nhưng nếu có nội gián, còn là con rể tương lai của nhà họ Lâm thì sao, Viên Quốc Thành cười lạnh nói. Ý anh là, nó... Lâm Lai Nghi giật mình nhìn Trần Văn Học và Lý Dục Thần đang xuống xe cách đó không xa, thế thì chúng ta phải làm sao đây? Tất nhiên là trai cỏ đánh nhau, ngựa ông đắc lợi rồi,
Viên Quốc Thành cười gian, em cũng có thể đi nói với thằng em không nên thân kia của em, nó có đứa con trai ghê gớm lắm mà, sắp từ Đông Doanh trở về kia mà. Bà Lâm, Nghiêm Tuệ Mẫn đứng bên cạnh Lâm Thu Thanh cười như một đóa hoa. Nhà họ Lâm bàn chuyện làm ăn thành công, nét mặt chồng bà sáng rỡ. Tuy không phải do bản thân ông ta đàm phán, nhưng Lý Dục Thần là con rể nhà này, con rể cũng là nửa đứa con trai, con rể bàn được chuyện làm ăn thì cũng như bản thân mình bàn bạc được vậy thôi mà. Trong mắt Nghiêm Tuệ Mẫn, Lý Dục Thần đã trở thành người một nhà từ lâu. Chỉ là đứa nhỏ này quá cứng đầu, không chịu ở rể, cứ muốn đi bằng chính khả năng của mình, còn nói 3 tháng sau sẽ cho nhà họ Lâm một buổi lễ đính hôn hoàn hảo. Nghiêm Tuệ Mẫn biết rõ, đó có phải là chuyện của một buổi lễ đính hôn thôi đâu. Muốn nhà họ Lâm hài lòng không phải là anh dùng bao nhiêu tiền, bày vẽ ra bao nhiêu thứ là có được. Nhà họ Lâm xem trọng thực lực đằng sau lưng anh hơn. Anh không có, thì dù có làm hoành tráng cách mấy thì người nhà họ Lâm cũng chẳng xem ra gì. Trần Văn Học cùng Lý Dục Thần xuống xe. Lâm Thu Thanh chào đón, sau khi trò chuyện một lát thì bắt đầu giới thiệu cho Trần Văn Học từng thành viên của nhà họ Lâm. Khi giới thiệu đến Lâm Mộng Đình thì hai mắt Trần Văn Học chợt sáng rỡ, nói vậy thì đây chính là vợ chưa cưới của anh Lý à? Chậc chậc chậc, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, thảo nào cả người như anh Lý cũng mê đắm. Con người anh ta nói chuyện không biết kiêng dè gì, Lý Dục Thần đã biết từ trước. Nhưng người nhà họ Lâm thì không quen cho lắm, nhớ tới Lý Dục Thần đã công khai nói mình không ở rể nhà họ Lâm nên khó tránh khỏi một thoáng mất tự nhiên. Nhưng Lâm Mộng Đình lại thoải mái, hào phóng cười nói, anh Trần quá khen. Trần Văn Học cười ha hả, tôi không thể giấu được suy nghĩ của mình, mong cô Lâm không thấy phiền lòng. Vào Sơn Trang Bắc Khê, Lý Dục Thần bỗng nhiên nhướng mày. Anh ta ngẩng đầu, tuy là trời tối có trăng có sao nhưng bên dưới ánh trăng đó vẫn còn một tầng mây đen chưa tiêu tan. Không đúng, Ngô Hiền đã chết, theo lý mà nói thì mây đen trên đỉnh phải tan đi rồi mới đúng chứ. Nhưng đám mây đen sát khí đó đến nay vẫn không hề tan đi. Xem ra, bên trong nhà họ Lâm có vấn đề, nên mới dẫn đến kiếp nạn này. Lý Dục Thần cũng không nói ra. Nếu là vấn đề bên trong, thì bên ngoài có dùng sức mạnh để độ kiếp cũng chỉ che giấu đi vấn đề vốn tồn tại, một khi nó bùng nổ thì mọi thứ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thế nên rất nhiều người đi mời hòa thượng, đạo sĩ hay thậm chí là thần bà cầu phúc, nhưng cũng chỉ công cốc mà thôi. Vấn đề của chính bản thân còn chưa giải quyết được, cứ muốn mượn sức mạnh bên ngoài sẽ dễ rơi vào bàng môn tà đạo, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma, dẫn lửa thiêu thân. Dù sao thì, Lâm Mộng Đình cũng có bùa hộ mệnh, ắt hẳn sẽ không sao. Sân bay quốc tế Thân Châu. Chuyến bay quốc tế từ thủ đô Đông Doanh đến Thân Châu đáp xuống. Một thanh niên từ trên máy bay bước xuống, tầm hơn 20, mặt mũi sáng sủa, mắt ngọc mày ngài, chỉ là phần mi tâm hơi tối. Xuống khỏi máy bay, không rõ là gió sân bay quá lớn hay là do thói quen, cậu ta kéo mũ xuống, nắm chặt áo, vùi mặt mình trong mũ áo. Mà trong nháy mắt, người đó như chợt biến mất trong dòng người, xung quanh không có một ai chú ý đến sự xuất hiện của người đó. Ở khu vực chờ của sân bay, Lâm Lai Phong đang lo lắng chờ đợi. Nhìn đám người không ngừng đi từ trong ra, Lâm Lai Phong nhìn đồng hồ, lẩm bẩm, là chuyến này mà, sao mọi người đều ra hết rồi mà Thiếu Bình vẫn chưa ra vậy? Khi ông ta bắt đầu mất kiên nhẫn, thì có người vỗ vai. Bố, Lâm Thiếu Bình đứng sau lưng ông ta. Thiếu Bình, Lâm Lai Phong lắp bắp hoảng hốt, bố không thấy con ra đây từ khi nào vậy? Lâm Thiếu Bình mỉm cười, nếu cho bố thấy thì nhẫn thuật đó con học cũng như không rồi. Lần này ngay cả vé máy bay con cũng chẳng mua, vẫn nghênh ngang ngồi máy bay về đấy thôi. Lâm Lai Phong thở phào nhẹ nhõm, cười nói, bố biết con lợi hại đến mức nào mà, sao thế, lần này về nước sẽ không đi nữa chứ? Lâm Thiếu Bình nói, một người anh của con xảy ra chuyện trong nước. Con nhận lệnh trở về điều tra rõ hết rồi thì có lẽ phải quay về. Lâm Lai Phong có chút thất vọng, thở dài nói, về cũng tốt rồi. Lâm Thiếu Bình nhìn xung quanh, hỏi, anh cả đâu? Lâm Lai Phong mặt đầy buồn bã, anh còn bị người ta đánh gãy chân, đang ở nhà nghỉ ngơi, không ra ngoài được. Sắc mặt Lâm Thiếu Bình chợt đổi, ai làm? Kể ra rất dài dòng, Lâm Lai Phong nói, đi, về nhà đã rồi kể cho con nghe sau. Về đến biệt viện nhà họ Lâm,
nghe Lâm Lai Phong và Lâm Thiếu Hằng ngồi trên xe lăn kể lại những chuyện đã trải qua. Lâm Thiếu Bình bình tĩnh, siết chặt nắm đấm, ánh mắt ẩn chứa sát khí, Lý Dục Thần. Con muốn nó phải chết, cả lão già chết dẫm Lâm Thượng Nghĩa nữa, không ngờ lại đuổi mọi người ra khỏi nhà, ông ta sẽ phải trả giá rất đắt. Ngày hôm sau, nhà họ Lâm và nhà họ Trần phái đoàn đàm phán thương mại của mình bắt đầu luận bàn các hạng mục chi tiết của hợp tác đầu tư. Lý Dục Thần không tham dự vào cuộc làm ăn của hai nhà. Chỉ nói với Lâm Thu Thanh, sợ là vận xui của nhà họ Lâm vẫn chưa hết, bảo ông ta cẩn thận. Lâm Thu Thanh không để ý lắm. Lý Dục Thần nhìn ra điều này, cũng không nói gì nhiều. Người ta không tin, anh nói rách cả miệng cũng vô ích. Anh còn có việc phải làm, mà còn vô cùng cấp bách. Đã có chu sa và giấy vàng, Lý Dục Thần bắt đầu trốn trong nhà vẽ bùa. Không thể không nói, chất liệu của thiên tinh quan rất chính tông, anh không tốn sức lực đã vẽ được mấy lá bùa cần dùng. Mượn linh phù để khơi dậy linh khí thiên địa, là thuật cơ bản nhất trong thuật pháp. Hiệu quả của lá bùa thì phải xem năng lực của người vẽ bùa. Năng lực càng mạnh, lá bùa vẽ ra có thể có năng lượng càng lớn, đương nhiên hiệu quả càng mạnh. Với năng lực của Lý Dục Thần, cho dù không mượn chu sa giấy vàng, vẽ bùa trong hư không cũng có thể vẽ ra. Nhưng hôm nay, anh muốn mượn những giấy bùa này bố trí một trận pháp tạm thời. Ngoại trừ giấy bùa, còn cần một số linh vật, ví dụ như huyền thạch mua lần trước chính là vật liệu bày trận vô cùng tốt. Nhưng Lý Dục Thần đã chế tạo huyền thạch đó thành bùa hộ thân tặng cho người khác rồi. Trong thế giới phàm tục, nhất thời không tìm được thứ như vậy, cho nên anh mới bảo Mã Sơn mua rất nhiều khoáng thạch về. Đừng coi thường những khoáng thạch này, đều là những thứ chôn sâu dưới núi hàng tỷ năm đó. Thực ra huyền thạch cũng chỉ là một loại khoáng thạch đặc biệt hơn chút thôi. Đương nhiên, chắc chắn không thể trực tiếp sử dụng khoáng thạch, còn cần bàn tay của tiên gia đặc biệt xử lý. Sau khi xử lý xong, Lý Dục Thần bỏ khoáng thạch vào trong một cái túi, bảo Mã Sơn lái xe, chạy thẳng đến biệt thự mà họ đã mua. Thủ tục sang tên chuyển giao nhà cũng làm vô cùng suôn sẻ, còn nhanh hơn căn nhà của Đinh Hương. Tuy chưa lấy được giấy chứng nhận sở hữu tài sản, nhưng chìa khóa đã ở trong tay Mã Sơn. Với bên môi giới, căn nhà này giống như củ khoai bỏng tay, bây giờ có người chịu tiếp nhận, còn không mau chóng giao chìa khóa cho họ ư. Lúc họ đến biệt thự, đã là thời điểm buổi trưa nắng gắt như thiêu như đốt. Nhưng vừa đi vào sân viện, lại như từ phương Nam đến phương Bắc, như xuyên đến một thế giới khác. Cũng may bọn họ đã từng đến một lần, lần này cũng coi như về thăm chốn cũ, quen đường thuộc lối. Trực tiếp đi qua sân viện, vào trong một đại sảnh. Lý Dục Thần đặt mỗi hướng đông nam tây bắc của đại sảnh một hòn đá, dưới hòn đá là một lá bùa. Sau đó lên tầng. Đến tầng 2, anh bố trí theo kỳ môn, đặt 8 hòn đá ở cửa sổ của các căn phòng và các góc của lối đi, phía dưới hòn đá cũng có một lá bùa. Mã Sơn hiếu kỳ nhìn anh, hỏi, làm như vậy có thể bắt được ma ư? Đương nhiên không thể, bây giờ chỉ bày xong trận lưới. Còn cần mồi nhử để dụ dỗ con ma đó đến. Mồi nhử gì? Chính là, Lý Dục Thần cười xấu xa nhìn Mã Sơn, anh đó. Vãi! Mã Sơn không nhịn được chửi thề một tiếng. Thế em làm gì? Em trốn đi, thứ đó nhìn thấy em, chắc không dám đến, Lý Dục Thần nói. Mã Sơn từ nhỏ đã gan dạ, tuy khu nhà này âm u, quái dị như vậy, nhưng anh ta rất dũng cảm, không hề sợ hãi, vỗ ngực nói. Được, muốn anh làm thế nào? Lý Dục Thần lấy ra 2 xu bạc, đã sâu lại bằng dây đỏ, trên xu bạc còn rắc chu sa. Treo cái này vào bên hông. Mã Sơn nghi hoặc cầm sâu đồng xu, buộc dây đỏ dài lên hông, giấu đồng xu vào trong áo. Từng nghe nói tiền xu ngũ đế trừ được tà, chưa từng nghe nói dùng xu bạc. Lý Dục Thần nói, bất kể là tiền xu ngũ đế hay là tiền gì, lý do dùng tiền đồng trừ tà là tiền đồng lưu thông hàng năm. Giấu trong người, qua tay nhiều người, hấp thụ nhân khí tức là dương khí, có thể tránh tà. Lâu nay, không có ai dùng tiền đồng nữa, gần với chúng ta nhất cũng chính là những xu bạc này. Mã Sơn cười nói, vậy theo như em nói, chẳng phải nhân dân tệ là tốt nhất à? Tiền giấy dễ rách, lưu thông lâu cũng bị thu hồi. Hơn nữa, tiền giấy quá mỏng, muốn nạp khí thì phải có số lượng nhất định. Em kiếm cho anh 30.000 tiền mặt. Dùng dây đỏ sâu lại, treo lên ngực anh có muốn không? Mã Sơn tưởng tượng trên lồng ngực treo 3 sấp tiền giấy dày cộp,
cười mắng nói, vãi, còn uy phong hơn đeo dây chuyền vàng ở cổ đấy. Buộc xong sâu su bạc, Lý Dục Thần bảo Mã Sơn lên giường trong phòng nằm nghỉ ngơi. Sau đó đặt một hòn đá lên trên tủ đầu giường, phía dưới hòn đá cũng có một lá bùa. Mã Sơn hỏi, tiếp theo thì sao? Lý Dục Thần nói, sau đó anh cứ đợi, nhớ kỹ, có tình huống khẩn cấp, thì ném hòn đá trên tủ đầu giường. Em đi trước đây. Nói xong anh liền ra ngoài. Ấy, em đi thật hả? Mã Sơn hô nói. Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân thịch thịch, tiếng bước chân xa dần, rất hiển nhiên, Lý Dục Thần đã đi thật, hơn nữa còn không có ý quay lại. Mã Sơn đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng bên ngoài chói mắt, hoa tươi liễu xanh, ve kêu chim hót. Trái ngược hoàn toàn với sự tươi mát trong lành bên ngoài, chính là vẻ âm u lạnh lẽo trong phòng. Mã Sơn cảm thấy lạnh sống lưng, dường như có người đang hà hơi vào cổ của anh ta. Anh ta bỗng quay người. Trong phòng cũng không có ai. Đồ nội thất tinh xảo, mặt sàn không dính chút bụi, trên giường gỗ linh kiểu cổ xưa trải chăn ga đỏ rực. Mã Sơn vốn rất gan dạ, kiểu trời sập cũng không sợ. Mặc dù Lý Dục Thần nói là đến bắt ma, anh ta cũng không cảm thấy làm sao, thậm chí còn cảm thấy thú vị. Nhưng Lý Dục Thần vừa đi, đã cảm thấy hơi khác. Đặc biệt là Lý Dục Thần còn bày nhiều thứ trong phòng một cách thần bí. Khiến trong phòng vốn đã âm lạnh càng thêm lạnh lẽo âm u. Mã Sơn hơi khó chịu, rất muốn đi ra ngoài. Nhưng đã đồng ý với anh em ở đây làm mồi nhử, lúc này đi ra ngoài, sẽ bị người ta cười chết. Mẹ nó, Mã Sơn nhớ đến lịch sử huy hoàng đánh nhau trước đây, chết cũng không sợ, mà còn sợ ma. Anh ta dứt khoát thả lỏng một chút, định lên giường nằm ngủ một lúc. Có lẽ, giữa ban ngày ban mặt này, có ma thì nó cũng không đến. Nhưng anh ta đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, ngẩn người nhìn chiếc giường. Giường vẫn là giường kiểu cổ xưa đó, trên giường trải chăn ga đỏ tươi. Chỉ là mặt sàn trước giường, không biết từ lúc nào có thêm một đôi giày thêu hoa nhỏ nhắn màu đỏ. Lý Dục Thần ra khỏi biệt thự, đi vòng ra phía sau tường vây. Phía sau biệt thự là không gian xanh, từ phân bố của cây cối, có lẽ là không gian xanh nhân tạo, chỉ là rất lâu không có người chăm sóc. Đã biến thành nơi bỏ hoang. Phía sau nữa là hậu sơn. Núi ở thành phố Hòa không cao, đều là các ngọn đồi nối liền nhau. Lý Dục Thần nhớ hồi nhỏ, nơi như này ngay cả thỏ cũng không bắt được. Nhưng nghe nói mấy năm nay môi trường đã tốt hơn nhiều, lại có heo rừng xuất hiện. Anh tìm một vị trí cao, từ cao nhìn xuống, quan sát toàn diện biệt thự mà mình vừa mua. Nếu xét từ góc độ phong thủy học, biệt thự này bất luận là vị trí hay là kết cấu, đều không vấn đề. Thậm chí có thể nói là phong thủy rất tốt. Ban đầu người xây nên biệt thự này, có lẽ đã tốn nhiều tâm sức. So với sơn trang Bắc Khê của nhà họ Lâm, đương nhiên diện tích nơi này nhỏ hơn một chút. Nhưng nhỏ có cái lợi của nhỏ. Nơi này không có thế thịnh vượng, muốn phát tài giàu có cũng không dễ, nhưng linh khí dồi dào, rất thích hợp tu hành. Thích hợp cho người tu hành, đương nhiên cũng thích hợp cho thứ khác tu hành. Lý Dục Thần yên lặng quan sát, chờ đợi. Cùng với mặt trời lặn dần, màn đêm buông xuống. Anh tin, thứ đó có lẽ rất nhanh sẽ xuất hiện. Mã Sơn dán mắt nhìn chằm chằm đôi giày thêu hoa đó. Ban đầu, anh ta tưởng mình hoa mắt. Sau đó, anh ta cảm thấy mình nhớ nhầm. Đôi giày này chắc chắn là đã ở đó từ trước, chỉ là mình không chú ý đến. Nghĩ như vậy, anh ta liền thoải mái. Một mình Mã Sơn rất buồn chán. Chơi điện thoại một lúc, rồi dứt khoát lên giường nằm ngủ. Trong giấc ngủ mơ màng, anh ta cảm thấy có thứ gì đè lên anh ta. Muốn mở mắt, lại không sao mở nổi. Anh ta muốn lật người, nhưng cơ thể không nghe theo sự điều khiển, ngay cả ngón tay cũng không thể cử động. Hơi thở của Mã Sơn trở nên dồn dập, cố hết sức muốn điều khiển cơ bắp của mình. Cử động một chút, cho dù chỉ cử động một chút, anh ta biết có thể thoát khỏi hoàn cảnh khổ sở này. Dường như cố hết sức lực toàn thân, cuối cùng Mã Sơn lật người từ trên giường ngồi dậy. Phù, phù. Anh ta hít thở mạnh, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cũng may, chỉ là gặp ác mộng. Mã Sơn không nhớ được vừa nãy gặp phải cái gì trong mơ, tóm lại rất đáng sợ. Nhìn xung quanh, căn phòng vẫn là căn phòng đó, giường vẫn là chiếc giường đó. Chỉ là bầu trời bên ngoài đã tối, ánh sáng trắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào.
rơi xuống sàn nhà, giống như rác bột bạc. Mã Sơn đưa tay bật chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường, sau đó xuống giường. Nhưng lúc đi xuống giường, anh ta lại ngẩn người. Đôi giày thêu hoa đó biến mất rồi. Đúng lúc này, nỗi sợ khủng khiếp dâng lên trong lòng Mã Sơn. Rốt cuộc là thế nào? Là mình nằm mơ ư? Cảnh nhìn thấy đôi giày thêu hoa là một cảnh trong mơ. Chỉ là ký ức của mình xen lẫn giấc mơ và hiện thực. Nhất định là như vậy. Mã Sơn tự an ủi mình. Anh ta hít sâu một hơi, đứng lên, bật hết tất cả các đèn trong phòng. Rồi lại kiểm tra căn phòng một lượt, không có vấn đề gì, mấy hòn đá của Lý Dục Thần bày ra cũng vẫn còn. Mã Sơn đến bên cửa sổ, nhìn ánh trăng bên ngoài. Cây ngô đồng trong sân rực rỡ lấp lánh dưới ánh trăng chiếu rọi. Một con chim lạ đậu trên cành cây. Ánh trăng chiếu xuống cái giếng ở bên khác của sân viện, trong giếng chiếu ra bóng trăng. Bên cạnh bóng trăng, Mã Sơn nhìn thấy khuôn mặt của mình. Anh ta cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng nhất thời không nghĩ ra được kỳ lạ ở điểm nào. Anh ta thò đầu ra, nhìn vào trong giếng, muốn nhìn rõ toàn khuôn mặt của mình. Mã Sơn nhìn thấy ánh trăng và khuôn mặt của mình chồng lên nhau. Trong cung trăng có một cái cây, một con chim đậu trên cành cây. Anh ta thấy rất kỳ lạ, tại sao cái cây trong sân viện lại chạy lên cung trăng? Nhưng anh hiểu ra một điều, trên cây đó không phải có con chim gì, mà là con thỏ. Mã Sơn bỗng nhiên rất muốn bắt con thỏ đó. Anh giơ chân, trèo lên miệng giếng, định nhảy xuống. Trong giếng có một luồng sức mạnh kỳ lạ muốn kéo anh ta xuống. Bỗng nhiên, anh ta cảm thấy đau hông. Là hai xu bạc đó cứa vào anh ta. Bên hông dâng lên cơn đau rát, men theo đốc mạnh sộc thẳng lên não, sau đó, đầu óc liền tỉnh táo. Mã Sơn bỗng nhớ ra, chẳng phải mình đang ngắm trăng bên cửa sổ sao? Sao có thể nhìn thấy bóng trăng trong giếng? Làm sao có thể nhìn thấy mặt mình? Có chút tỉnh táo, đầu óc ầm ầm vang lên như long trời lở đất. Lại hoàn hồn lại, thì phát hiện mình vẫn đứng trước cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là trời trong xanh đầy nắng gắt, mặt trời còn treo cao trên không trung. Bóng cây ngô đồng đổ xuống mặt đất, cành lá đan xen, hình thành một tấm lưới màu đen, vừa hay bao trùm cái giếng đó. Quay đầu nhìn vào phòng, mọi thứ trong phòng vẫn như thường, trước giường cũng không có giày thêu hoa. Mã Sơn thở ra một hơi dài. Thì ra tất cả đều là ảo giác do căng thẳng gây ra. Không khí bên ngoài cửa sổ và khí lạnh sau lưng khiến anh ta sinh ra nỗi sợ. Chính nỗi sợ này, lại khiến anh ta sinh ra ảo giác. Mã Sơn được gọi là to gan bất giác tự chế nhạo lắc đầu, nếu bị người khác biết, sau này đâu còn mặt mũi nào ra ngoài nữa. Anh ta khẽ huýt sáo, đi vào giường, ngồi xuống bên giường. Đang định nằm xuống nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, cái cổ mát rượi, có làn gió nhẹ thổi qua. Bóng cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ cũng không động đậy, gió trong phòng ở đâu ra. Anh ta quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ. Làn da trắng nõn nà, đôi mắt sáng, mái tóc đen nhánh như nhuộm mực, đặc biệt là đôi môi đỏ nhạt, tỏa ra sức hút khiến người ta không thể kháng cự. Cô ta mặc áo màu đỏ tươi, vải sa tanh mềm mại như thác nước. Chân cô ta đi một đôi giày thêu hoa màu đỏ. Mã Sơn hơi khó thở, anh ta chưa từng gặp người nào đẹp như vậy. Anh, cô gái cất giọng dịu dàng. Mã Sơn cảm thấy xương cốt như tê dại. Anh, có nhớ em không, cô gái nhẹ nhàng lại gần, dựa vào vai Mã Sơn. Mã Sơn đáp lại, bất giác nhẹ nhàng ôm vai của cô gái. Hai người ngồi trước giường. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, mang theo bóng nghiêng của cây ngô đồng, tạo thành một tấm lưới đen trắng đan xen trùm lên người họ. Một con chim bay lên từ cây ngô đồng, kêu cu cu rồi bay về phương xa. Cô gái cởi áo màu đỏ tươi trên người mình xuống, chỉ để lại chiếc áo con bên trong. Cô ta nhẹ nhàng cởi khuy áo của Mã Sơn, vuốt vẻ bộ ngực tráng kiện của Mã Sơn, nói. Anh, cho em trái tim của anh đi. Mã Sơn mơ màng gật đầu, được. Anh ta cảm thấy lồng ngực băng lạnh. Móng tay của cô gái lướt qua lồng ngực của anh ta, làn da và cơ bắp xẻ tách ra, dường như gắn khóa kéo. Sau đó xương sườn bị gãy. Lộ ra cả trái tim. Anh, cho em gái tim của anh đi. Cô gái nói. Mã Sơn thò tay vào lồng ngực tách mở của mình, dâng ra trái tim của mình. Trái tim của anh vẫn đang đập thình thịch. Đúng lúc này,
Bùa hộ thân treo trước ngực anh ta phát ra ánh sáng chói mắt. Tay của Mã Sơn run run, trái tim lại rớt vào trong lồng ngực đập tiếp. Cô gái kêu a một tiếng, dùng tay chắn trước mặt mình, dường như vô cùng sợ bùa hộ thân đó. Tháo cái này ra. Ánh sáng trắng chiếu xuyên lồng ngực, cùng với nhịp đập của trái tim, chảy vào trong máu, chảy trong cơ thể của anh ta. Mã Sơn tỉnh táo trở lại. Anh ta nghĩ đến điều gì, đưa tay đến tủ đầu giường, cầm chặt hòn đá, đập thật mạnh hòn đá xuống đất. Hành động này dường như anh ta đã dùng toàn bộ sức lực. Anh ta cũng không còn sức lực làm việc khác nữa. Hòn đá rơi xuống đất, bốp một tiếng vang lên. Lá bùa ở dưới hòn đá bỗng phát ra ánh sáng vàng, soạt một tiếng, bay về phía cô gái áo đỏ. Cô gái kinh sợ, hai tay giơ lên chặn bùa vàng, nhanh chóng lùi lại phía sau, hóa thành một đường ánh sáng đỏ bắn ra ngoài cửa sổ. Khi sắp bay ra ngoài cửa sổ, đột nhiên hòn đá trên thềm cửa sổ động đậy, cũng lộ ra một lá bùa. Lá bùa này phát ra ánh sáng vàng, dệt thành một tấm lưới màu vàng trên cửa sổ. Ánh sáng đỏ đập lên lưới vàng, liền bị bắn ngược trở lại. Cô gái áo đỏ lại bay về hướng khác, nhưng bất luận cô ta bay về hướng nào, thì ở đó cũng xuất hiện một lá bùa, hoặc dệt thành lưới ánh sáng, hoặc hóa thành một thanh kiếm, chặn đường đi của cô ta. Đến cuối cùng, ánh sáng vàng như dệt vải chằng chịt chi chít phủ khắp trong phòng. Cô gái áo đỏ bị nhốt trong thế trận ánh sáng vàng. Đúng lúc này, một bóng người bay từ cửa sổ vào, nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa sổ. Trong tay cầm một sợi dây thừng màu đen, vung nhẹ lên, dây thừng bay ra, xuyên trong thế trận ánh sáng vàng như linh xà, quấn chặt cô gái áo đỏ. Ánh sáng vàng biến mất. Trong phòng lập tức chìm vào bóng tối. Toàn thân Mã Sơn giật mình, cuối cùng thần trí tỉnh táo trở lại. Anh ta hét vào trong bóng tối, Dục Thần. Đèn được bật lên, căn phòng lập tức sáng rõ. Lý Dục Thần đứng trước cửa sổ, bên ngoài là sắc đêm tối đen. Mọi thứ trong phòng như lúc đầu, chỉ là dưới đất có thêm một con nhím, bị trói chặt lại bằng sợi dây thừng nhỏ kết từ dây leo. Mã Sơn như tỉnh lại từ trong mơ, nhớ lại tất cả mọi việc xảy ra vừa nãy, sợ hãi nói. Bạch Tiên. Trong truyền thuyết dân gian có ngũ tiên là Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Khôi. Hồ Ly Thành Tinh gọi là Hồ Tiên, Trồn Vàng Thành Tinh gọi là Hoàng Đại Tiên, Rắn là Liễu Tiên, Chuột là Khôi Tiên. Còn Bạch Tiên, chính là con nhím gai. Mã Sơn không phải người tu hành, nhưng cũng nghe nói đến đại danh của Bạch Tiên. Khác với nhím bình thường, gai trên người con nhím dưới đất này là màu trắng thuần, khi cuộn tròn lại, trông giống một đống tuyết. Bây giờ đống tuyết này bị một sợi dây leo màu đen nhỏ quấn chặt, giống như vẽ mấy đường mực trên đống tuyết. Lý Dục Thần vung tay, thu lại dây leo. Con nhím được giải thoát, lập tức lăn dưới đất, hóa thành một đường ánh sáng trắng bay ra ngoài cửa sổ. Nghiệp chướng, còn dám chạy. Lý Dục Thần giơ tay, trong hư không vút lên tia chớp, lóe sáng ở ngay cửa sổ, chiếu lên con nhím trắng lóe sáng tuyết trắng. Con nhím lộn nhào liên tục trong không trung, nhanh chóng xoay ngược. Rơi xuống mặt đất, run lẩy bẩy. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, con nhím nói tiếng người. Mã Sơn cảm thấy kinh ngạc, biết nói thật này. Lý Dục Thần trầm giọng nói, mày vốn là con thú nhỏ trên núi, hiếm có mở được linh chi, tao thấy cả người mày gai xám biến thành trắng, chắc tu hành cũng không dưới trăm năm phải không? Ông trời có đức hiếu sinh, tại sao mày muốn giết người, hôm nay tao chỉ đành thay trời hành đạo, diệt trừ yêu nghiệt như mày. Con nhím phủ phục dưới đất, run rẩy, không ngừng quỳ bái giống như con người, thượng tiên tha mạng, tôi không giết người, tôi thực sự không giết người. Lý Dục Thần lạnh lùng hừ nói, vậy vừa nãy mày làm gì? Thi triển ảo thuật, khiến con người có ảo giác, không phải muốn giết người, chẳng lẽ muốn tìm người thành thân hả? Không phải, không phải, con nhím vội vàng phủ nhận, tôi chỉ, hút một chút dương khí thôi. Lý Dục Thần cau mày, Bạch Tiên tu hành. Không cần đến dương khí của con người, mày hút dương khí làm gì? Con nhím cúi đầu không nói gì, không biết là đang sợ, hay là có điều khó nói. Không có gì để nói phải không, Lý Dục Thần đưa tay ra, trên đầu ngón tay lóe lên một chùm sáng trắng. Con nhím nhìn thấy ánh sáng trắng, sợ đến run lập cập, nơm nớp lo sợ nói, thượng tiên tha mạng, tôi hút dương khí, không phải vì bản thân tôi, mà là vì. Vì cái gì? Vì người ở dưới giếng. Dưới giếng, Lý Dục Thần ngẩn người, dưới giếng có người.
con nhím nói, chuyện này nói ra thì dài. Tôi vốn là con nhím bình thường ở ngọn núi này, ngẫu nhiên mở linh chi, muốn biết cuộc sống của con người, bèn thường xuyên chạy đến nơi phồn hoa, sau đó bị người ta bắt, suýt nữa cho lên bàn ăn. May mắn được anh Hồ phát hiện, đã cứu tôi, đưa về nơi này, còn truyền cho tôi một vài cách hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Tôi sống trong rừng cây phía sau, có lúc cũng sẽ sống vào sân viện. Anh Hồ tốt bụng, mỗi khi trời mưa tuyết, anh ta đều cho tôi sống trong phòng, thỉnh thoảng còn nói chuyện với tôi, kể một vài câu chuyện nhân gian chân trời góc bể. Anh Hồ là bác sĩ, thường xuyên ra ngoài, có lúc đi luôn mấy tháng liền. Tôi phụ trách trông nhà, cũng coi như một nửa chủ nhân của khu nhà này. 20 năm trước, anh Hồ đi công tác về, đột nhiên nói muốn chuyển nhà, bán nhà này cho người khác. Tôi muốn đi cùng anh Hồ, nhưng anh Hồ không cho, nói tôi tu hành chưa thành, không được đi lung tung. Anh ta còn nói anh ấy đắc tội với người khác, không bảo vệ được tôi chu toàn. Nhưng anh Hồ còn chưa kịp chuyển đi, kẻ thù đã tìm đến. Bọn họ buộc đá lên người anh Hồ, ném anh ta xuống giếng, tôi tận mắt nhìn thấy ân nhân bị giết, nhưng tôi không có cách nào cả. Ngày hôm sau, người đến mua nhà dọn dẹp nhà. Tôi biết rõ anh Hồ đã chết, chìm xuống đáy giếng một ngày, không thể nào còn sống. Nhưng tôi vẫn ôm một tia hy vọng, lỡ như có người có thể cứu được anh ta. Nhưng, khi tôi vừa mở miệng nói, bà lão chủ nhân mới đến sợ đến phát bệnh tim, trực tiếp qua đời. Có lẽ cảm thấy không may mắn, các con của bà ta không vào ở nữa, biệt thự để không. Anh Hồ chết oan uổng, trong giếng lại tập trung âm khí, cho nên oán khí của anh ta vẫn không thể tiêu tan. Sau khi tôi phát hiện ra điều này, tôi vẫn luôn trông chừng bên giếng, sử dụng cách hấp thụ mà anh Hồ dạy tôi, thu thập tinh hoa nhật nguyệt, đưa linh khí vào trong giếng. Tôi ảo tưởng, có thể làm như vậy anh Hồ có thể sống lại. Quả nhiên, oán khí của anh Hồ chưa tiêu tan, mà còn càng ngày càng nặng nề, cuối cùng biến thành oán linh, cũng chính là hồn ma mà con người hay nói. Nhưng anh Hồ không có ý thức, ngoại trừ oán khí nặng nề ra, anh ta không biết gì hết, ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết. Sau đó biệt thự này được cho thuê, có hai khách thuê chuyển đến. Sau khi họ vào ở, trong nhà có thêm chút dương khí. Anh Hồ ở dưới giếng dường như rất không an phận, oán khí càng nặng. Có một ngày, một trong hai người đó ra giếng lấy nước, bị oán khí của anh Hồ xông đến, rớt xuống giếng. Lúc người đó được vớt lên thì đã chết, người còn lại sợ quá, liền trả lại biệt thự. Còn anh Hồ dưới giếng đã hấp thụ dương khí của người đã chết đó, linh hồn càng ngưng tụ. Điều này khiến tôi hiểu, dương khí có ích với anh Hồ hơn so với tinh hoa nhật nguyệt. Nhưng tôi không muốn giết người, cũng không hy vọng anh Hồ giết người. Cho nên tôi lén ra ngoài, đến nơi đông người, nhân lúc người ta không chú ý, hút một chút dương khí từ con người, mang về thả vào trong giếng. Tôi hy vọng thông qua cách này, khiến linh hồn của anh Hồ hồi phục ý thức. Thượng tiên, con nhím đột quỳ lại, cầu xin nói, anh Hồ là người tốt, cả đời anh ta hành nghề y, lên thủ đô, xuống Nam Hải, cứu người vô số, lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy, thực sự không công bằng. Tôi nghe nói tiên nhân có thể mọc thịt cho xương trắng làm người chết sống lại, thượng tiên pháp lực cao cường, xin thượng tiên cứu anh Hồ. Nghe đến đây, Mã Sơn cảm khái nói, một con nhím như mày, lại rất có tình nghĩa. Lý Dục Thần lạnh lùng cười nói, nếu trong giếng có oán linh, tất sẽ sát khí ngút trời, làm sao tránh được con mắt của tao. Còn nữa, mày luôn miệng nói không giết người, nhưng theo tao được biết, sau này biệt thự này đã có mấy người chết liền, thế là thế nào? Con nhím nói, thưa thượng tiên, tại sao linh hồn của anh Hồ không thể từ giếng xông ra, tôi cũng không biết, đây cũng là điều tôi vẫn luôn thắc mắc. Còn sau này những người đến ở, đúng là đã có mấy người chết, nhưng đều có nguyên nhân, mấy người đó không phải người tốt. Thực ra tôi không hy vọng có người đến ở, bởi vì tôi sợ họ phát hiện ra bí mật dưới giếng. Tôi biết anh Hồ không thể nào sống lại, một khi có người phát hiện ra bí mật dưới giếng, vớt thi thể của anh Hồ lên, oán linh của anh ta cũng sẽ tiêu tan, thì vất vả nhiều năm của tôi coi như công cốc. Cho nên hàng ngày tôi lấy một ít khí âm sát trong giếng ra, lâu dần, căn phòng trong biệt thự trở nên vô cùng âm lạnh. Sau khi người bình thường đến, đều không dám vào ở, cho dù có người ở, cũng không ở được lâu. Còn người có thể sống lâu ở nơi như này, tôi phát hiện, đều không phải người tốt. Đầu tiên có hai gã đàn ông là hai kẻ lừa đảo, chuyên lừa tiền phụ nữ. Bọn họ tự nhận mình là công tử hào môn, biệt thự này là của họ, hàng ngày đưa phụ nữ khác nhau về nhà,
làm chuyện đổi bại đó. Vốn dĩ cũng chẳng có gì, đều là chuyện đôi bên tình nguyện, cho nên tôi chỉ mượn chút dương khí của họ. Nhưng có một lần, họ đưa về hai nữ sinh, rõ ràng còn là học sinh, bị lừa đến đây. Họ muốn giữ nữ sinh qua đêm, nữ sinh không chịu, bọn họ liền hạ thuốc vào trong đồ uống. Vừa hay tôi nhìn thấy chuyện này, tôi liền thi triển ảo thuật, biến thành cô gái, lừa gạt bọn họ. Một người trong số họ uống thuốc mê của mình, quá liều nên đã chết, người còn lại từ trên tầng nhảy xuống, ngã gãy chân. Còn có một lần, có một tên trộm cướp mộ vào ở, thường xuyên đưa người đến làm giao dịch xấu xa. Hắn thấy căn nhà âm lạnh, dễ cất giữ những thứ đào từ dưới đất lên. Có một lần, một vị khách đến, thích nội thất trong nhà, người đó liền bán toàn bộ nội thất ở tầng 1. Vốn dĩ cũng muốn bán đồ ở tầng 2, nhưng vì chưa thỏa thuận được giá cả cho nên tạm thời vẫn để đó. Tôi chịu đại ơn của anh Hồ, cũng coi nơi này như nhà của mình. Đồ đạc của anh Hồ, tôi cũng cảm thấy thân thiết, vì vậy coi như vật báu. Một khách thuê như hắn lại bán hết tất cả đồ đạc ở tầng 1. Tôi vô cùng tức giận, hơn nữa nếu không ngăn cản, hắn có thể cũng bán luôn đồ ở tầng 2. Tên trộm mộ này còn có chút đạo hành, không sợ khí âm sát, ảo thuật của tôi cũng không linh nghiệm với hắn, cho nên tôi nghĩ cách dẫn dụ hắn đến bên giếng, lợi dụng oán linh của anh Hồ, mới đẩy hắn xuống giếng. Đây có lẽ là hồn phách của người thứ hai bị anh Hồ hấp thụ. Thượng tiên, tôi nói thật đấy, nếu nói tội nghiệt nặng nề, thì là tôi có lỗi với bà lão bị tôi dọa sợ chết. Thượng tiên muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được, nhưng xin thượng tiên cứu anh Hồ. Anh ta là người tốt, không đáng chết oan uổng như vậy. Con nhím lại ngồi dưới đất, học theo con người dập đầu. Mã Sơn rất cảm động, nói, Dục thần, động vật còn biết báo ơn, còn tốt hơn một số người, em có thể giúp anh ta không? Lý Dục thần lắc đầu nói, coi như nó nói thật, anh Hồ đó chìm xuống đáy giếng 20 năm, làm sao có thể cứu sống được? Con nhím nói, nhưng oán linh của anh Hồ vẫn còn, hàng ngày tôi hút dương khí mang đến, giúp anh ta tiêu sát ngưng tụ linh, còn không thể biến thành hồn phách ban đầu của anh ta sao? Đây là việc mày không nên làm nhất, Lý Dục Thần nói, lấy dương khí của con người nuôi oán linh, sẽ chỉ khiến oán khí càng thêm nặng nề. Nhưng, theo như mày nói, cái giếng này phải có oán khí sộc lên trời mới đúng, tao lại không cảm nhận được, trong đó chắc chắn có điều kỳ lạ. Bây giờ mày đưa bọn tao qua đó, nếu tao phát hiện mày có nửa câu nói dối, tao cho mày tan thành cho bụi. Bèn vung tay, nói một tiếng, lại đây. Con nhím bay vào lòng bàn tay anh, biến thành tí hon. Con nhím đâu từng nhìn thấy tiên pháp như vậy, phục phục trong lòng bàn tay Lý Dục Thần, kêu lên thượng tiên. Lý Dục Thần và Mã Sơn cùng xuống tầng, ra ngoài sân. Phía tây của sân là cây ngô đồng, phía đông là giếng, một cao một sâu, đây là ý tưởng độc đáo của chủ nhân lúc ban đầu khi xây dựng cái sân này, có thể thấy anh ta nghiên cứu rất kỹ về phong thủy học. Đến bên giếng, Lý Dục Thần thò đầu vào trong giếng nhìn một cái. Vừa nhìn, anh đã phát hiện ra vấn đề. Thần thức đi sâu xuống dưới, đúng là có một luồng oán sát khí vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên, từ miệng giếng đi xuống khoảng hơn 1 mét đến 2 mét, lại có một tầng cang khí vô hình, phong tỏa cái giếng. Sát khí trong giếng bị cang khí ngăn cản, không thể lọt ra ngoài. Chẳng trách đến 2 lần, đều không phát hiện ra cái giếng có vấn đề. Lý Dục Thần cau mày. Điều này cho thấy người giết anh Hồ không phải là người bình thường, không dùng cách khác, mà cho xác anh Hồ chìm xuống đáy giếng, sợ rằng cũng có lý do đặc biệt nào đó. Anh Mã Sơn, anh đợi ở đây. Lý Dục Thần vút người bay lên rơi vào trong giếng. Đến vị trí cang khí đó trước. Lý Dục Thần nhìn thấy 8 hướng xung quanh thành giếng, có dán 8 lá bùa theo thứ tự hậu thiên bát quái. Chính 8 lá bùa này bày ra một trận pháp, hình thành cang khí phong tỏa cái giếng. Nhìn thấy mực chu sa trên giấy bùa và bề mặt, Lý Dục Thần khẽ cau mày. Chất liệu của giấy và mực, vô cùng giống với loại mà thiên tinh quan sử dụng. Bùa chú thiên hạ, tâm pháp thủ pháp của các nhà đều khác nhau. Ngoài ra, chất liệu mà các nhà dùng cũng khác biệt. Loại giấy thì có thể có nhiều nhà dùng giống nhau, nhưng điều chế chu sa là bí pháp của mỗi môn phái, sẽ không truyền ra ngoài. Trong chu sa mà Trương Đạo Viễn cho Lý Dục Thần, ngoại trừ nguyên liệu, còn có một lọ mực đã điều chế sẵn. Lý Dục Thần tin rằng, mình không nhìn nhầm. Nơi này là thành phố Hòa, ngoại trừ Trương Đạo Viễn, còn có ai dùng giấy và mực này?
Lý Dục Thần không động vào bùa trên thành giếng, mà tiếp tục xuống dưới. Vượt qua cang khí, khí âm sát dày đặc ập đến. Lý Dục Thần vừa xuống đến mặt nước, bỗng nhiên không khí trước mặt méo mó. Từ trên mặt nước hình thành một luồng sát khí đen nhánh như mực. Con nhím trong lòng bàn tay hét lớn, thượng tiên cẩn thận, hiện giờ anh Hồ không có ý thức rõ ràng, anh ta sẽ không nhận thượng tiên, sẽ tấn công bừa bãi. Khí đen đó ngưng tụ thành một hình người, hình thành một khuôn mặt mơ hồ và hung dữ, lao về phía Lý Dục Thần. Đương nhiên Lý Dục Thần không sợ một oán linh, tay trái kết ấn, mặc niệm khẩu quyết. Oán linh đó dường như bị thứ gì trói buộc, nhè danh múa vuốt, nhưng lại không tiến lên được nửa phân. Lý Dục Thần vung tay phải, đưa con nhím đó đến trước mặt oán linh, hỏi anh còn nhận ra nó không? Oán linh dường như ngẩn người. Con nhím vui mừng, kêu lên, anh Hồ, là tôi đây, tôi là gai nhọn đây. Oán linh dường như rất đau khổ, ôm chặt đầu mình, đứng ở đó không ngừng xua lắc. Sau đó, bỗng nhiên trở nên hung dữ, nhè răng múa vuốt muốn lao đến. Con nhím nóng ruột đến suýt òa khóc, anh Hồ, là tôi đây. Lý Dục Thần nói, anh ta chỉ có một chút linh chi còn sót lại trước khi chết, nhưng bị oán khí đeo bám, mày càng gọi anh ta càng đau khổ. Con nhím nói, vậy làm tiêu tan hết oán khí của anh ta là được phải không? Lý Dục Thần lắc đầu, oán khí tiêu tan, linh chi cũng mất. Đây là oán linh, vì linh mà sinh ra oán, vì oán mà linh tồn tại. Anh đã không phải là anh Hồ nữa rồi. Con nhím lặng lẽ rơi nước mắt. Nhìn dáng vẻ đau khổ của oán linh, Lý Dục Thần cũng cảm thấy buồn. Đương nhiên anh có thể đưa oán linh ra ngoài, cũng có cách khiến nó tồn tại mãi mãi. Nhưng nó gần như tà thuật, như những thuật sĩ Nam Dương, thích thu thập oán linh của con người, để nuôi thành, gia quỷ, dùng để tạo may mắn. Đặc biệt là oán linh của trẻ con, rất dễ nuôi dưỡng, đây chính là nguyên nhân thuật nuôi tiểu quỷ của Nam Dương rất thịnh hành. Còn có những kẻ giết chết những trẻ em khỏe mạnh bằng cách thức cực kỳ tàn nhẫn bán cho những thuật sĩ đó. Thuật sĩ lại bán những tiểu quỷ cho các minh tinh, nhà giàu. Việc này đã hình thành chuỗi sản nghiệp. Cũng không phải tất cả thuật sĩ Nam Dương đều là người xấu. Thuật pháp Nam Dương, bắt nguồn từ vu đạo, nền tảng vốn là chính phái, tuy nhiên Nam Dương thiếu các phái lớn duy trì, không đủ chính khí, dần dần biến thành tà, đây cũng là lý do đại phái tu hành coi thường bọn họ. Anh Hồ này, bị người ta giết rồi cho chìm xuống giếng, còn phong tỏa giếng bằng bùa trận. Mục đích của kẻ giết người rất rõ ràng, chính là không để oán linh của anh ta tiêu tan. Oán linh mà không tan, đau khổ không dứt. Cũng không biết giữa họ và anh Hồ có thù hận thế nào. Lý Dục Thần nói với oán linh, bất luận khi còn sống anh thiện ác thế nào, bất luận anh có oán hận thế nào, tất cả đều đã tan thành mây khói. Hôm nay tôi giúp anh giải thoát, từ này tiêu tan, trời quang trong lành, trở về với vạn vật. Nói xong, anh chỉ ngón tay. Oán linh liền méo mó. Cơ thể hóa thành rất nhiều khí đen bay lên, chậm rãi hướng lên trên. Bùa trận bên trên lóe lên ánh sáng trắng, ngăn những khí đen này. Lý Dục Thần lại chỉ ngón tay, cang khí của bùa trận liền xuất hiện một đường khe. Khí đen vù một cái, chui ra từ trong đường khe. Mã Sơn đứng bên giếng, đang thò đầu xuống xem. Đột nhiên cảm thấy gió âm ập vào mặt, giật mình, vội vàng ngẩng đầu. Anh tha thấp thoáng nhìn thấy một luồng khói đen bốc lên từ miệng giếng, bay vút lên trời, rồi tỏa ra không trung, giống như cây nấm. Dụi mắt thật kỹ, lúc nhìn lại, phát hiện không có gì hết. Ở trước mặt Lý Dục Thần, luồng khí đen bay đi, cuối cùng để lại ánh sáng mờ màu trắng. Đó là một hình người, khuôn mặt sáng sủa. Con nhím nhìn rất rõ, gọi lớn anh Hồ. Nó thấy anh Hồ nhìn sang nó một cái, dường như còn cười với nó. Sau đó, Lý Dục Thần cúi người bái, bóng người mờ dần, lập tức biến mất. Anh Hồ! Con nhím bỗng nhiên không nhịn được òa khóc trong đau thương. Lý Dục Thần bấm quyết, niệm chú tránh nước, chìm xuống đáy giếng. Đáy giếng rất rộng, to hơn miệng giếng không ít. Quả nhiên có một thi thể chìm dưới đáy giếng, trên người còn buộc đá. Điều kỳ lạ là, chìm xuống nước 20 năm, lại không hề mục nát. Có lẽ là vì oán khí của oán linh quá mạnh, còn âm khí dưới đáy giếng quá nặng, dẫn đến vi khuẩn không thể sống được. Nhưng như vậy cũng tốt. Cái giếng này không bị ô nhiễm, sau khi trừ được oán linh, vớt thi thể lên, xử lý đơn giản một chút là có thể sử dụng.
Lý Dục Thần xách thi thể, phụt người bay ra khỏi giếng. Mã Sơn sợ giật mình, nói, còn có xác thật hả? Lý Dục Thần nói, chúng ta đến sau núi tìm nơi chôn anh ta đi. Mã Sơn đồng ý một tiếng, tìm được một cái xẻng sắt rỉ sét trong sân, cùng Lý Dục Thần đi đến sau núi. Chọn một chỗ, đào cái hố, chôn anh hồ xuống. Con nhím rơi nước mắt không ngừng trước mộ mới. Sau đó lại dập đầu bái lại Lý Dục Thần, cảm ơn Thượng Tiên đã cho anh hồ được yên nghỉ. Tôi biết tội nghiệt nặng nề, xin Thượng Tiên trừng phạt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.